tiền bối yên tâm trước khi đến u hòa thành ta sẽ không để lộ nửa điểm tin tức cho tới khi ta bẩm báo lại tất cả cho phụ thân người đương nhiên cũng sẽ thỉnh cầu người giữ bí mật cho tiền bối sắc mặt miêu tú lộ vẻ vui mừng liền đáp như vậy quá tốt ma quang gật đầu nhẹ nói vậy vãn bối đi xử lý những hậu sự trước mắt rồi lại an bài chuyện đi u hòa thành miêu tú chắp tay về phía ma quang cùng hai người hàn lập nói ra ma quang cũng không mở miệng nữa mà khoát tay áo ra hiệu nàng tự mình rời đi ngay khi miêu tú rời đi ma quang đứng trên thạch đài nhìn cảnh tượng huyết tinh sát lục phía dưới khắp nơi tỏa ra sát khí nồng đập hít một hơi thật sâu trên mặt lộ vẻ thỏa mãn lệ đạo hiếu chúng ta vào sâu trong đô thành của một gã lãnh chúa hôi giới như vậy có quá mạo hiểm không thạch xuyên không nhìn miêu tú đã đi xa trong mắt lộ vẻ lo lắng nói ra không sao đã có ma quang đạo hiếu với thân phận người hư hợp tộc này người Tam miêu tộc cũng không dám dò xét kỹ càng chúng ta đâu. Trái lại về phía chúng ta, thì cần phải cẩn thận hơn, để phòng lộ ra thân phận. Hàn lập từ từ nói ra, Thạch Xuyên không nghe vậy, cũng không nói gì nữa, nhưng nỗi lo trong mắt y cũng không giảm bớt chút nào. chương 707, kiểm kê, mấy ngày sau, miêu tú không có khuếch trương thanh thế, chỉ đem mấy tên thân tín tam miêu tộc đi vào doanh trại hôi tích tộc, cùng thỉnh ba người Hàn lập cùng bọn họ trở về U Hòa Thành. Bọn Hàn Lập đã sớm chuẩn bị, thấy tình hình này liền cáo từ bọn người tịch nham một tiếng, đi đến doanh trướng tam miêu tộc. Thấy chư vị thượng tiên rời đi, vị tộc trưởng hôi thích tộc này khó tránh khỏi cảm giác hơi mất mát. Thông qua lời nói của bọn người miêu tú, gã đã biết trước đó trong đội ngũ bọn hắn có hai người, về sau lại đột nhiên xuất hiện người kia nữa, thân phận đều cực kỳ tôn quý, gã thầm nghĩ nếu tự mình làm tốt hơn một chút nữa, có lẽ kết xuống một phần thiên đại thiện duyên. Lúc đang âm thầm hối hận, liền thấy miêu khôi bước nhanh về hướng bên này, đi vào trước người gã, cung kính thi lễ. Không được, không được, tịch nham thụ sủng nhược kinh, vội vàng hoàn lễ. Trước đó có điều mạo phạm với tộc trưởng, còn xin tịch nham tộc trưởng thứ lỗi. Lần đại hội này, hồi tích tộc đạt được công lớn, đại tiểu thư lệnh chúng ta dâng lên 2.000 hôi tinh xem như cảm ơn. Sau này trở về sẽ còn mời lãnh chúa đại nhân đem một bộ phận khu vực thủy hồ tộc sống chuyển cho hôi tích tộc các ngươi. Miêu Khôi mở miệng nói ra, tịch nham nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức hốc mắt hơi ướt, muốn quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Tịch nham tộc trưởng, không cần như thế. Ba vị khách quý kia rất tán thưởng ngươi, ngươi cũng xem như giúp hắc sĩ vực chúng ta kết xuống một điểm thiện duyên. Hồi tích tộc xứng đáng được ban thưởng như vậy. Miêu khôi thấy thế, vội vàng ngăn lại, nói. Đa tạ thượng tiên, đa tạ đại tiểu thư, đa tạ miêu tôn sử. Tịch nham liên tục cảm ơn, khấu đầu không ngớt. Một bên khác, ba người Hàn Lập đã đi theo miêu tú trở về một chỗ ven hồ, nơi đó đang đậu một chiếc lâu thuyền to lớn ba tầng, toàn thân đen như mực, góc phòng bên ngoài trống lên, phía trên thuyền minh khắc các loại hoa văn phức tạp kỳ lạ, mặc dù không có lộng lẫy, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ xa hoa. Phía trước lâu thuyền, bò lổm ngổm ba đầu dị thú khổng lồ cao hơn 10 trượng, bên ngoài giống như chiến mã, trên hai gò má lại sinh ra xương màu trắng cùng một cây sừng nhọn hình xoắn ốc, trên lưng sinh ra bốn cánh thịt to lớn màu xám đen, đang khép sát bên người. Đây là giáp mạc lâu thuyền có thể đi trên thiên vân, tốc độ có thể sẽ kém với pháp bảo phi hành của chư vị nhưng cũng xem như tạm được toàn bộ phòng khách lầu ba ta đã an bài để chống mấy vị tiền bối có thể yên tâm ở lại đi lên trên sàn lâu thuyền miêu tú nói với ma quang làm phiền trên mặt ma quang mang theo nụ cười ấm áp gật đầu nói với miêu tú sau đó miêu tú vừa dẫn ba người hàn lập đi lên lầu ba vừa bắt chuyện với ma quang còn hai người hàn lập cùng thạch xuyên không thì một mực cúi đầu không nói gì đứng trái phải bên cạnh ma quang bộ dạng như thiên lôi được ma quang sai đâu đánh đó trong khi nói chuyện cùng ma quang ánh mắt miêu tú như vô tình hay cố ý đảo qua trên thân hàn lập tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc hàn lập lại xem như không nhìn thấy trực tiếp bỏ qua ba người lên lầu ba lâu thuyền mỗi người chọn lựa một gian phòng khách vào ở sau khi miêu tú cáo từ rời đi liền hạ lệnh lâu thuyền xuất phát trong ba con người ba thất giáp mã to lớn cánh xám sáng lên hôi quang bốn vó phi nước đại về phía trước kéo theo lâu thuyền to lớn lướt nhanh hơn nghìn trượng Cánh xám to lớn mở ra vỗ mãnh liệt, phía sau cánh sinh ra trận trận khí lưu màu trắng mãnh liệt. Dưới sự phụ trợ của khí lưu cường đại, giáp mã cùng lâu thuyền đồng loạt bay lên không trung, bay thẳng vào trong tầng mây dày đặc. Hàn Lập ở trong phòng khách của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy hắc vụ tràn ngập, sát khí nồng đậm, căn bản nhìn không thấy bên ngoài. Lông mày hắn nhíu chặt vung tay lên, bên cạnh cửa sổ che đậy lên một màn sáng màu xanh, ngăn cản tất cả sát khí nồng đậm đang đánh tới ngoài cửa sổ không để cho người tam miêu tộc lo nghĩ trong phòng hàn lập không có bố trí cấm chế pháp trận có ba động linh lực quá mạnh chỉ bố trí pháp trận đơn giản che lấp khi tức chờ hắn bên này bố trí xong giáp mã lâu thuyền rốt cuộc cũng xông ra tầng sát phân nồng đậm dày đặc kia đi vào trên tầng mây hắc phụ ngoài cửa sổ không còn tầm mắt lập tức trở nên trống trải hàn lập thu hồi bình chướng che đậy trước đó nhìn ra bên ngoài chỉ thấy sát phân che đậy vòm trời vẫn như cố tối tăm mờ mịt ba vành mặt trời treo trên cao giữa trời tản ra bạch sắc quang mang, dù không rét lạnh, nhưng cũng không ấm hơn bao nhiêu, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái chút nào. Bất quá sát khí trên tầng mây rõ ràng mờ nhạt hơn rất nhiều, ngược lại để cho Hàn Lập cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với dưới mặt đất. Tính tọa một lát, trong đầu hắn bỗng vang lên thanh âm giải đạo nhân. Hàn đạo hiểu, trước đó người bảo ta giúp người kiểm kê pháp khí chữ vật, giờ đã hoàn tất, có thể gặp nhau một lần hay không? Đương nhiên là được, Hàn Lập vừa cười vừa nói, rứt lời, bàn tay hắn vung lên hai ngón tay phải sáng lên quang mang một quang môn màu bạc liền mở ra cách người không xa giải đạo nhân từ trong chúc lâu sải bước đi ra tiến vào trong phòng khách hai người đến bên cạnh bàn tròn trong phòng ngồi xuống hàn lập lật tay lấy ra một bình bách hoa tử. từ khi tiến vào hôi giới hắn hầu như không được rảnh rỗi giờ phút này rốt cuộc mới có tâm tư tự rót uống mấy chén cùng một chỗ nói chuyện với giải đạo nhân ngày hôm trước kiểm kê hoàn tất những đồ vật trong pháp khí chữ vật Bên trong linh thạch cực phẩm có 105,317 viên, tiên nguyên thạch tổng cộng 58,313 viên, trung phẩm tiên nguyên thạch là 321 viên, tất cả đều ở nơi này. Giải đạo nhân lật tay lấy ra một vòng chữ vật màu trắng, đặt lên bàn, nói: Những pháp khí chữ vật này gần như đều đến từ trong di tích chân môn môn, là của những binh tướng Thiên Đình và đệ tử chân môn môn, phần lớn bọn họ là chân tiên sơ kỳ đến kim tiên hậu kỳ, sử dụng linh thạch cực phẩm không nhiều, có thể có được trung phẩm tiên nguyên thạch lại cực ít sử dụng phần lớn đều là tiên nguyên thạch bình thường. Hàn lập không nóng lòng thu lấy vòng chữ vật, chỉ khẽ nhấc bách hoa tử một cái, lẳng lặng chờ giải đạo nhân tiếp tục. Trong này là một ít đồ vật bày trận thượng vàng hạ cám, ở trong vừa có đủ loại kiểu dáng trận bàn cùng trận kỳ, còn có một số thạch trận cùng trụ linh văn có thể tích khá lớn. Từ đó ta tuyển lựa một chút, trôn ở vườn linh dược và bốn phía trúc lâu, chế tạo bên ngoài trúc lâu chỗ rìa hồ nước một mắt trận khác. Bất quá cấu tạo động thiên hoa chi vốn 10 phần tinh vi, mắt trận chỗ này có thể phát huy hiệu dụng cũng không nhiều. Giải đạo nhân tiếp tục nói, như thế rất tốt, làm phiền giải đạo hiếu. Hàn lập gật đầu cười nói, trong này là một ít pháp bảo tiên khí, có đủ các loại thuộc tính. Trong đó tiên khí có hơn 200 kiện, nhưng nhập phẩm chỉ có một kiện chiến đao lôi thuộc tính, hy vọng hàn đạo hiếu có thể tạm cho ta mượn được không? Hoặc hàn đạo hiếu có thể bán cho ta, về phần giá tiền bao nhiêu người nói ra, ngày sau ta sẽ trả lại. Giải đạo nhân tiếp tục nói, trong khi nói chuyện, gã đặt một vòng chữ vật màu đen lên bàn, lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh chiến đao hẹp dài màu đen. Ánh mắt hàn lập đảo qua, thấy trên thân đao răng đầy linh văn, từ trên xuống dưới khảm nạm bảy viên châu màu tím lớn chừng trái nhãn, bên trong ẩn ẩn chớp động đường vân lôi điện, rõ ràng là một thanh bát phẩm tiên khí. Mắt thấy hàn lập không nói lời nào, trong lòng bàn tay giải đạo nhân lóe lên quang mang, một dòng điện tràn vào chiến đao, bảy viên châu trên thân đao lập tức phát ra tử quang mãnh liệt, từng đạo lôi điện tử kim quấn quanh, phát ra trận trận chấn động mãnh liệt. Ánh mắt Hàn Lập nhảy một cái, vội vàng đè nén cỗ ba động này xuống, ra hiệu giải đạo nhân thu lại. Vật này ta sẽ không cho thuê hoặc là bán cho ngươi. Hàn Lập vừa nói ra, trong mắt giải đạo nhân chợt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, đưa tay định đặt chiến đao lại trên bàn tròn. Bất quá, lúc gã còn chưa buông xuống, Hàn Lập cũng đã đưa một tay ngăn lại. Cây đao này ta có thể tặng cho ngươi, bất quá có một số việc, Hy vọng ngươi nói rõ cho ta." Hàn Lập nhìn về phía Giải Đạo Nhân, chậm rãi nói. Trong mắt Giải Đạo Nhân lóe lên một tia do dự, ánh mắt nhìn chiến đao một hồi lâu mới gật đầu. "Có phải ngươi đã khôi phục đại bộ phận ký ức?" Hàn Lập hỏi như thế. Trong đầu xác thực khôi phục không ít ký ức, chỉ là phần lớn đều hỗn loạn, ta một mực thử chỉnh lý lại cho rõ ràng, chỉ là tạm thời còn chưa có đầu mối. "Hàn đạo hữu, ngươi nếu muốn hỏi những thứ này, vậy ta thật không cách nào trả lời được." giải đạo nhân lắc đầu nói chủ nhân ngươi muốn để ta hoàn thành tâm nguyện đến cùng là vì cái gì hàn lập nhíu mày tiếp tục hỏi hàn đạo hiếu cũng không phải là ta cố ý giấu diếm trong trí nhớ khôi phục trước đó cũng không xác thực nói rõ việc này ta có thể xác định là việc này nhất định không dễ dàng giải đạo nhân cười khổ một tiếng nói cái này hỏi cũng như không hỏi a à, chiến đao ngươi nhận lấy đi hàn lập bất đắc dĩ nói giải đạo nhân hơi trần chờ vẫn thu chiến đao lại mở miệng nói ra trên thân đao này có minh khắc hai chữ đoạn tiêu hẳn là danh húy của nó nhìn phương pháp rèn đúc cùng đường vân trên đó hẳn là cùng một hệ với chuôi trảm đình lúc trước chỉ là niên đại tựa hồ sớm hơn một chút phẩm chất cũng cao hơn một chút cả hai đều chân quý như nhau hàn đạo hiếu lần ân tình này ngày sau tất báo hàn lập không nói gì chỉ khoát tay thu vòng chữ vật kia lại những đan dược và linh thảo ta đều thu thập trong nhẫn chữ vật này bên trong đồ tốt không ít nhưng ta nhận ra không nhiều liền lưu lại chờ đạo hữu người tự mình kiểm tra thực hư a à. giải đạo nhân ngừng lại sau đó nói tiếp hàn lập gật đầu nhặt nhẫn chữ vật kia lên luyện hóa một chút sau đó cẩn thận xem xét tra xét một chút hắn nhịn không được lông mày nhếch lên mừng rỡ không thôi không nói đủ các loại đan dược chữa thương tu luyện bên trong còn có không ít linh dược tiên thảo hiếm thấy ở tiên giới trong đó còn có nhiều loại linh thảo chân quý mà ngay cả hắn cũng không nhận ra mà ở trong này thứ làm cho hắn cảm thấy vui mừng nhất chính là hơn 10 khối huyền chỉ tinh thạch to cỡ nắm tay, thứ này chính là linh tài trọng yếu luyện chế túc sát đan, lúc trước trong đại hội tháp mộc đạt sắm được nhiều khổ lạc hoa, đang lo không có huyền chỉ tinh thạch đây. Lần này có hai thứ chủ tài này, túc sát đan liền có thể luyện chế ra một nhóm, nếu không ở trong hôi giới này, một khi sát suy chi kiếp phản phệ, vậy coi như là gặp nguy hiểm rồi. Bất quá việc này tạm thời cũng không gấp được, chỉ có thể chờ đến địa phương an ổn mới có thể thử luyện chế. Thu hồi nhẫn chữ vật xong, Hàn Lập lại hỏi thêm giải đạo nhân tình trạng trong động thiên, biết được hết thảy bên trong linh dược viên đều mạnh khỏe, đám đậu binh nuôi trồng kia đã sắp thành thục, mà gốc lưỡng sinh thụ kia sau khi đổ linh dịch vào vẫn như cũ không có chút sinh cơ nào. Mà tinh viêm hỏa điểu vẫn như cũ toàn thân quấn trong viên cầu màu bạc, khắp cả người sinh ra xích văn, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đối với việc này Hàn Lập cũng không lo lắng quá mức, uy lực thất thải hỏa đan xa ngày ấy hắn đã từng thấy qua, tinh viêm hỏa điều dù ngủ sai tới mười mấy năm, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. chương 708, gặp gỡ. Sau một phen trò chuyện, giải đạo nhân cũng không ở lại lâu, trở về động thiên hoa chi. Hàn lập tự rót cho mình mấy chén, sau đó lông mày cao lại rồi thu dọn đồ uống rượu, đứng dậy đẩy cửa phòng khách đi ra ngoài. Bên trong một gian phòng khách cuối cùng của tầng ba lâu thuyền, ma quang đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Lệ đạo hiếu à, đợi ngươi lâu rồi, vào đi két két một tiếng vang nhỏ cửa phòng mở vào phía trong hàn lập cất bước đi vào người biết ta sẽ tới sau khi đóng cửa phòng hắn tiện tay bố trí một đạo cấm chế ngân cách mở miệng hỏi hàn lập liếc nhìn phòng khách một chút phát hiện gian phòng này lớn hơn nhiều so với gian của mình bố trí càng thêm tinh xảo trên bàn còn đặt một bàn trái cây đen nhánh có hỏa văn bên trên ta mới đến không hiểu quy củ hàn đạo hữu còn phải nói rõ cho ta hướng dẫn ta một ít quy tắc a à. ma quang đứng lên cầm một trái cây trên bàn cắn một cái vừa cười vừa nói trên bờ môi gã có chất lỏng màu tím đen chảy ra phía trên có từng tia từng sợi sát khí màu đen tinh thuần tản ra hàn lập nhìn gã huyễn hóa ra khuôn mặt tuấn tú lông mày tự động nhíu lại một cái ma quang đạo hữu không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng lai lịch số tuổi cùng kiến thức lịch duyệt đều trên ta lại có một tờ thiên ma khế ước liên kết giữa chúng ta làm việc như thế nào tự nhiên không cần ta nói thêm gì ta tới tìm ngươi là có việc khác hỏi thăm Hàn Lập nhìn như tùy ý nói, a, à, sự tình khác, ma quang nghe vậy, hơi nhíu mày, nghi hoặc một chút hỏi. Cỗ thi thể hôi tiên trong chút lâu người cũng đã nhìn thấy, đây là vòng tay bạch cốt ta lấy được từ trên người hắn, nhìn tựa hồ là một kiện pháp khí chữ vật chuyên dụng của hôi tiên, ta thử dùng tiên linh lực luyện hóa một chút, kết quả không cách nào làm được. Sau đó cũng thử dẫn động sát khí thúc dục vật này, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Hàn Lập nói xong, lấy ra một cái vòng tay bạch cốt đưa cho ma quang ma quang nhận lấy cẩn thận xem xét một chút lập tức mỉm cười nói đúng là một kiện pháp khí chữ vật dứt lời trong miệng gã ngâm khẽ vài câu sát khí nồng đậm trong lòng bàn tay phun trào ra vây vòng tay bạch cốt lại rồi luyện hóa sau một lát sát khí trong tay gã tản đi vòng tay bạch cốt lại hiển hiện ra một tay phất lên một mảnh hôi quang phun ra ngoài phóng xuống mặt đất chỉ thấy một đống nhỏ hôi tinh lăn xuống rầm rầm vô số binh khí hôi tiên cùng một đống linh tài hôi giới cổ quái kỳ lạ hiện ra ánh mắt hàn lập lướt nhìn một chút sau đó vung tay lên nửa chồng hôi tinh bị hắn thu vào vòng chữ vật tất cả đồ vật còn thừa lưu tại trên mặt đất đây là ma quang hơi nghi hoặc một chút nói những thứ này ma quang đạo hiếu cứ thu vào là được cũng không thể để một tu sĩ cấp cao hư hợp tộc mà ngay cả một kiện pháp khí chữ vật cũng không có a à. hàn lập lạnh nhạt nói sau khi nói xong hắn cáo từ một tiếng thu hồi tất cả cấm chế rồi ly khai một mình ma quang lưu tại trong phòng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp tự lẩm bẩm thiên ma khế ước vòng tay bạch cốt hàn đạo hữu người đây là muốn đồng thời thi triển ân uy à thời gian nhoáng một cái hơn ba năm trôi qua giáp mã lâu thuyền một mực lao vùn vụt không ngừng phía trên sát phân rốt cục hạ thấp độ cao một lần nữa rơi xuống sát phân phía dưới đã đến u hòa thành bọn người hàn lập cùng đám người tam miêu tộc đứng cùng một chỗ trên sàn lâu thuyền đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy đó là một mảnh bình nguyên rộng mấy ngàn dặm khắp nơi trải rộng tháp nhọn mái vòm thạch bảo màu xám trắng lớn nhỏ, ở trong đó còn xen kẽ mười mấy dòng sông màu đen. Khoảng cách giữa những thạch bảo xám trắng này cũng không quá xa, bốn phía cũng không có thành quách vây quanh, nhìn tựa như là từ vô số thạch bảo tạo thành, đối lập với khu dân cư tập trung tại một chỗ. Chỗ chính giữa khu dân cư có một quảng trường khổng lồ, cùng một mảnh kiến trúc thạch bảo dày đặc. Không bao lâu, giáp mã lâu thuyền đáp xuống quảng trường, bọn Hàn Lập ở trên đó cũng bay xuống. Thời gian vẫn còn sớm, không bằng tiền bối theo ta cùng đi gặp phụ thân một chút, sau lại an bài chư vị nghỉ ngơi. Miêu Tú đi trước dẫn đường, nói với Ma Quang, khách theo chủ là phải, cứ theo lời Miêu cô nương nói đi. Ma Quang lộ ra nụ cười mê người, nói, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đi theo phía sau, rất giống gia thần quy củ, ngay cả ánh mắt dò xét bốn phía cũng thu liếm rất nhiều. Một đoàn người xuyên qua quảng trường, sau đó lại đi qua từng hành lang được trang trí hoa mỹ, đi tới trước một tòa cung điện thạch bảo to lớn có mười mấy bậc thang. Một vị lão giả áo xám đối diện đi tới, vẻ mặt ngạc nhiên xoay người thi lễ với Miêu Tú, nói: "Đại tiểu thư, người đã trở về." "Trung bá, phụ thân ta đang ở đâu?" Miêu Tú cười hồi lễ, hỏi. Lão giả dò xét bọn người Hàn Lập một chút, hơi nghiêng người chỉ đại điện sau lưng, nói: "Lãnh chúa đang ở trong Miêu Anh cung tiếp khách, lúc này sợ là không thể gặp ngươi được." "Như vậy a, à, trung bá, đằng sau ta là mấy vị hư hợp tộc, trước đó có ân cứu mạng ta, ngươi có thể truyền lời một tiếng hay không?" xem có thể ưu tiên tiếp đái bên này trước không miêu tú nghe vậy trong mắt lóe lên một tia do dự nói nguyên lai like những người này chính là khách quý hư hợp tộc a đại tiểu thư đợi chút ta đi thông báo liền hồi bào lão giả nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên vô cùng cung kính vội vàng quay người đi vào trong đại điện sau một lát lão liền chạy chậm trở ra nói với miêu tú lãnh chúa mời quý khách tiến vào điện trong mắt miêu tú lóe lên vẻ vui mừng lập tức mang theo mấy người hàn lập bước lên mười mấy bậc thang tiến vào trong điện thời điểm mấy người đang muốn tiến vào điện đại môn đột nhiên mở ra một tên thanh niên tam miêu tộc dẫn theo một nam tử trung niên thân hình thẳng tắp khuôn mặt ngay ngắn từ trong điện đi ra người này có hai đạo lông mày lưỡi mát nhập tấn một đôi mắt hổ không giận mà uy cả người sát khí nồng nặc kinh người hàn lập thấy thế ánh mắt không nhịn được co rụt lại trong lòng sợ hãi than lại là hắn người trước mắt mặc dù mặc trên người mang một kiện trường bào màu đen màu tóc trên đầu cũng là màu xám đen, nhưng Hàn Lập xác định không thể nghi ngờ, chính là đệ nhất đạo chủ Trúc Long đạo Bách Lý Viêm. Năm đó ở Minh Hàn Tiên Phủ cướp đoạt Thái Ất Đan vội vàng gặp một lần, sau cũng không gặp thêm lần nào, không nghĩ tới gã cũng đã đi vào hôi giới. Tâm tư Hàn Lập nhanh như điện, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ, đã đi ngang qua Bách Lý Viêm. Ánh mắt Bách Lý Viêm hơi thu lại, cũng không nhìn hắn cái nào, hiển nhiên là không thể nhận ra hắn. Sau đó, lão giả kia cũng đẩy cửa điện ra dẫn mấy người bọn họ đi vào tiến vào đại điện hàn lập liền thấy trên ghế chủ vị đại điện đang ngồi một vị nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng thái dương nhô cao mặt mũi có ba phần tương tự với miêu tú bờ môi lại giống chín phần hắn đoán chính là lãnh chúa hắc xỉ vực miêu cốc đứng bên cạnh nam tử còn có mấy người mặc hắc sắc phố bào có nam có nữ nhìn nhiên kỳ cũng không thấp thái dương đều hoa dâm từng người khi nhìn thấy miêu tú trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng yêu thương Miêu tú bái kiến phụ thân cùng chư vị tộc lão. Miêu tú không người thi lễ. Hư hợp tộc tương cổ bái kiến miêu cốc lãnh chúa. Ma quang đi ra phía trước, một tay đặt ngang trước ngực, nắm quyền nhẹ nhàng đụng vào bả vai mình, mở miệng nói ra. Bái kiến miêu cốc lãnh chúa. Hai người hàn lập cũng giống như miêu tú, không người thi lễ. Miêu cốc sớm đã từ ghế dựa lớn đứng lên, đồng dạng đặt ngang nắm quyền trên bả vai phía trước khẽ chạm hai lần, hoàn lễ với ma quang, nói. Trước đó hồi tình diêu đã sớm trở về, báo cho chúng ta chuyện phát sinh ở Ba Lăng Hồ, đa tạ huynh xuất thủ, cứu các tộc hắc sĩ vực chúng ta cùng tiểu nữ miêu tú. Tuy hắc sĩ vực chúng ta là tiểu vực nhỏ bé, nhưng cũng biết đạo lý có ân tất báo, nhân đây chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng tương huynh không nên ghét bỏ. Y vừa dứt lời, bên cạnh Y có một lão giả tóc trắng tiện đường đi xuống, hai tay dâng tặng một chiếc nhẫn bạch cốt lên. Vậy từ chối thì bất kính rồi, ma quang không chút khách khí, trực tiếp cười nhận lấy tương huynh từ chỗ thiếu hạo vực ngàn dặm xa xôi tại sao lại đi vào hắc xỉ vực chúng ta nếu có nhu cầu gì cứ nói thẳng tam miêu tộc ta sẽ ra sức giúp đỡ thấy ma quang đã nhận lấy chiếc nhẫn bạch cốt miêu cốc lại tiếp tục hỏi ma quang nghe vậy không trả lời ngay dừng lại một lát mới lên tiếng ta cùng gia thần ra ngoài du lịch trên đường gặp được một đại yêu thực lực cực kỳ mạnh mẽ một đường truy bắt đến lục nguyệt thảo nguyên sau đó lại tiện đặt chân ở trong hôi tích tộc nghe bọn hắn nói sắp tổ chức đại hội tháp mộc đạt liền chạy đi tham gia náo nhiệt thì ra là thế xem ra tương huynh cùng bọn ta thực hữu duyên đúng rồi không biết đại yêu mà tương huynh đuổi bắt là gì xem chúng ta có thể giúp đỡ một chút hay không miêu cốc hơi nhíu mày hỏi tên kia đã trốn chạy vô tung nếu không chúng ta cũng sẽ không đặt chân ở hôi tích tộc hiện tại đã như thế cũng không cần quá mức để ý sau này tiếp tục du lịch là được ma quang thờ ơ cười cười nói đã là du lịch không ngại ở thêm u hòa thành chúng ta một hồi để cho chúng ta tận tình đạo chủ nhà đãi khách miêu cốc đồng dạng vừa cười vừa nói vậy liền quấy dày rồi ma quang lập tức đáp tú tú trước người đi an bài chỗ nghỉ cho chư vị khách quý sau trực tiếp quay về nội phủ gặp ta miêu cốc nhìn miêu tú nói tuân mệnh miêu tú lĩnh mệnh liền dẫn ma quang cùng bọn hàn lập ra đại điện đi tới phía sau một mảnh kiến trúc thạch bảo bốn phía kiến trúc có đủ loại hoa vô cùng lớn không phiến lá mặt ngoài đóa hoa bốc lên từng tia từng sợi hắc sắc sát, sát khí cổ quái, càng đi vào bên trong quần thể kiến trúc thì càng dày đặc. Hàn Lập cũng không cảm thấy kỳ quái đối với việc này, ở hôi giới, sát khí tựa như thiên địa linh khí, địa phương càng nồng đậm thì càng có lợi cho tu hành, bọn hắn được xem như khách quý, tự nhiên là được an bài ở nơi có sát khí nồng đậm nhất. Quả nhiên, đi đến trước một tòa thạch bảo cung điện nằm ở nơi cuối cùng của quần thể kiến trúc, Miêu Tú liền dừng lại. Đây là cung điện Tam Miêu tộc ta tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất, chư vị khách quý cứ an tâm ở đây, nếu có yêu cầu gì, trực tiếp nói với ta là được. Miêu Tú mỉm cười, nói, làm phiền, ma quang ý cười giạt rào, nói, Miêu Tú còn muốn đi gặp phụ thân, liền cáo từ một tiếng, vội vàng rời đi. Sau khi bọn Hàn lập tiến vào cung điện, mỗi người tự chọn nơi ở cho mình, Thạch Xuyên không đi trước về phòng của mình. Còn Ma Quang thì đi theo Hàn Lập vào phòng của hắn. chương 709, hoàn cảnh lưỡng nan. Kết quả ngay lúc Hàn Lập và Ma Quang vừa đến giữa cửa phòng, Hàn Lập đột nhiên ngừng lại, thân thể run lên bần bật. Hàn Đạo Hữu làm sao vậy? Ma Quang thấy vậy, hơi ngẩn ra, vội hỏi. Hàn Lập không có trả lời gã, lúc này hai mắt hắn đột nhiên nổi lên một tầng hôi mang, cơ bắp trên mặt bắt đầu run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ dị thương. Ngay sau đó, toàn thân bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Sát khí trong tiên khiếu hắn chẳng biết tại sao đột nhiên bạo động, không thể khống chế cuồn cuộn kịch liệt không bao lâu, từng đạo sát khí đen như mực từ trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra, giống như cánh tay ác ma cuồng vũ, nhiệt độ không gian chung quanh bỗng nhiên đại giảm. Vào bên trong trước rồi hãy nói, ánh mắt ma quang chấp động, nói như thế, Hàn Lập cũng không có trả lời, đẩy mạnh cửa phòng đi vào, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Chẳng lẽ sát suy lại bộc phát, vậy mà lại ngay lúc này, sát suy lần trước bộc phát đã qua mấy trăm năm, kỳ hạn quang âm chi ti trì hoãn đã qua, nếu như vậy thì cũng bình thường đang cân nhắc, hai tay của hắn vung vẩy một hồi. Siêu siêu tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, mấy trăm cán trận kỳ bắn ra, rơi vào các nơi trong phòng, mở ra mấy tầng cấm chế dày đặc, bao trọn cả gian phòng lại tầng tầng. Ma quang thấy vậy cũng vung tay lên, một cỗ hắc quang từ lòng bàn tay bắn ra, sau khi hàn lập bố trí xuống cấm chế, thì gã lại mở ra một tầng cấm chế màu đen khác. Bên trong cấm chế màu đen này hắc vụ lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo xiềng xích màu đen răng khắp nơi. Một cỗ dao động sát khí dày đặc từ trong lưới lớn màu đen tán phát ra, trong đó còn kèm theo chấn động pháp tắc nhẹ nhẹ, không biết là cấm chế gì, lập tức ngăn dao động sát khí cuồn cuộn được tám phần. Hai người liên thủ, lập tức ngăn lại tất cả dao động của sát khí. Mặc dù hai người bọn hắn phản ứng rất nhanh, nhưng sát khí bộc phát quá mức đột ngột, đã tiết lộ ra ngoài một chút. Cùng lúc đó, sát khí trong thiên địa bốn phía lập tức bị dẫn dắt, điên cuồng hội tụ lại phía cung điện thạch bảo này, thanh thế cực kỳ to lớn, quả thực có thể so với biến hóa linh khí thiên địa ở tiên giới lúc đột phá cảnh giới. Lúc này Miêu Tú đang chạy về nội phủ của mình, bỗng phát hiện liền quay đầu nhìn lại hướng cung điện nơi chỗ Hàn Lập, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh ngạc. Thật là dao động sát khí cường đại, không hổ là người hư hợp tộc trời sinh có tư chất tu hành rất cao. Miêu Tú thì thào tự nói, đôi mắt đẹp chớp động quang mang kỳ lạ, dường như đang suy tính cái gì. Thạch Xuyên không đang ở trong phòng, lúc này y nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường trên đỉnh đầu lơ lửng ngân sắc tỉ bà kia tán phát ra trận trận ánh sáng màu bạc dường như đang tế luyện bảo vật này ánh mắt y chợt mở ra nhìn về hướng cửa một cái rất nhanh liền nhắm mắt lại hàn lập ở trong phòng kim sắc lôi quang lóe lên thân ảnh giải đạo nhân hiện ra ma quang đạo hiếu giải đạo hiếu phiền hai người các ngươi hộ pháp giúp ta hàn lập nói một tiếng lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp sau một khắc kim quang trói mắt từ trên người hắn bộc phát ra từng cỗ thời gian pháp tắc ùn ùn phóng ra. Ma quang cùng giải đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, mỗi người tự đi tới một góc phòng, khoanh chân ngồi xuống. Ồ, đang lúc Hàn Lập vận chuyển thời gian pháp tắc chi lực bao trùm những tiên khiếu kia, đột nhiên phát hiện một điểm không đúng. Bạo động trong cơ thể hắn lúc này, chỉ có những tiên khiếu bị sát khí xâm nhập, còn những tiên khiếu tinh khiết cũng không phát sinh dị biến gì, có chút khác biệt với lần sát suy bộc phát trước kia. Chẳng lẽ không phải sát suy bộc phát, chẳng lẽ, hàn lập thầm nghĩ trong lòng lông mày vừa mới giãn ra liền nhân lại lúc này nếu sát suy bộc phát mặc dù hắn có lòng tin có thể áp chế được nhưng cần tốn một khoảng thời gian mới được hơn nữa lúc này hắn đang ở hôi giới nếu bị người phát hiện đang bị sát suy chi kiếp lập tức sẽ bại lộ thân phận đại họa lâm đầu tâm niệm hàn lập thay đổi thật nhanh tiên linh lực trong cơ thể cùng thời gian pháp tắc chi lực bao trùm những sát khí bạo động kia hung hăng áp chế xuống nhưng bất luận hắn vận công chân áp thế nào sát khí trong tiên khiếu lại giống như như bị cái gì kích thích, càng ngày càng cuồn cuộn kịch liệt. Hàn lập cảm giác nội tâm càng khó chịu mãnh liệt, bên trong thần thức hải chẳng biết tại sao cuồn cuộn kịch liệt một hồi, một cỗ xúc động trong đáy lòng không cách nào ức chế được bắt đầu khởi động. Lúc này hai mắt hắn nổi lên đạo đạo quang mang huyết hồng, tản mát ra sát khí hung lệ càng thêm nồng nặc. Không chỉ như thế, sát khí trong hư không chung quanh giường như bị hấp dẫn, vậy mà nhanh chóng hội tụ lại phía hắn, sáp nhập vào bên trong tiên khiếu bị sát khí chiếm đóng sát khí đen kịt bên trong tiên khiếu nhanh chóng gia tăng cuồn cuộn càng thêm kịch liệt hàn lập cắn mạnh đầu lưới một cái sử dụng lý trí còn sót lại khắc chế nội tâm xúc động hai tay lập tức khẽ động hư không phụ cận lóe lên một bạch sắc quang môn hiện ra ngay sau đó thân hình hắn nhoáng một cái liền chui vào trong cánh cổng ánh sáng tiến nhập động thiên hoa chi vừa tiến vào không gian hoa chi sát khí ùn ùn kéo đến lập tức bị dẫn vào trong đó sát khí trong phòng lập tức trở nên nhạt đi sát khí bên trong tiên khiếu hàn lập cũng đình chỉ tăng trưởng nét mặt hàn lập thoáng buông lỏng lần nữa khoanh chân ngồi xuống lật tay lấy ra một quả đan dược đen xì như mực đúng là túc sát đan hắn không do dự chút nào há miệng nuốt đan dược vào sau đó toàn lực vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược đan dược rất nhanh hòa tan phát ra hai cỗ khí tức nóng lạnh khổng lồ đan vào nhau chạy đến tất cả xương cốt tứ chi trong cơ thể hắn lỗ khiếu toàn thân hàn lập không tự chủ đều mở ra từng đạo sát khí màu đen vô cùng nồng đậm từ các nơi toàn thân tuôn ra, phiêu tán ra chung quanh. Kỳ quái, sát khí trong cơ thể ta khi nào lại trở nên đậm đặc như thế? Nhìn sát khí màu đen tuôn ra liên tục không ngừng, trong nội tâm hắn cả kinh. Lần trước hắn mượn nhờ ba miếng túc sát đan, mặc dù không có khu trừ hết sát khí trong tiên khiếu, nhưng đã khu trừ rất nhiều sát khí trong cơ thể, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn lại tạo thành sát khí nồng đậm như thế? Chẳng lẽ là do sau khi tiến vào hôi giới, thân ở sát khí trong thời gian dài, nên bị ảnh hưởng. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, rất nhanh lắc đầu, không hề phân tâm suy nghĩ nhiều nữa, toàn lực luyện hóa dược lực. Vào thời khắc này, một bóng người màu đen lóe lên, thân ảnh ma quang hiển hiện ra, xuất hiện sau lưng Hàn Lập. Trong miệng y lẩm bẩm, hai tay nhấc lên, hai luồng hắc quang từ lòng bàn tay phun ra phóng tới, nhanh chóng hợp lại làm một, hóa thành một cột sáng màu đen to bằng vạc nước. Bên trên cột sáng hắc quang cuồn cuộn gợn sóng, mơ hồ hình thành hư ảnh một đầu dị thú cực lớn vừa giống hổ vừa giống sư, miệng lớn khẽ hấp mãnh liệt. Sát khí trên thân Hàn Lập tản mát ra lập tức bay về hướng miệng hư ảnh cự thú, chui vào trong đó cuồn cuộn. Không chỉ như thế, hư ảnh cự thú phát ra lực cắn nuốt càng bao phủ toàn thân Hàn Lập, khiến cho tốc độ sát khí trong cơ thể tiết ra ngoài đột nhiên tăng lên nhiều. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm khẽ động, tiếp tục vận công luyện hóa dược lực. Dưới dược lực túc sát đan cùng sự trợ giúp của Ma Quang, Sát khí trong cơ thể nhanh chóng không ngừng tuôn ra bên ngoài, sát khí cuồn cuộn trong tiên khiếu dường như nhận được nơi phát tác, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong nháy mắt đã trôi qua 7, 8 ngày, sát khí trên thân Hàn Lập tuôn ra dần dần giảm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi mở to mắt, huyết quang trong mắt đã biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Cách không xa sau lưng, hai tay ma quang bấm niệm pháp quyết, tản đi cột sáng màu đen kia. Hàn Lập ngưng thần cảm ứng tình huống trong cơ thể, lúc này sát khí bên trong tiên khiếu đã ngừng bạo động khôi phục bình tĩnh chẳng qua sát khí bên trong tiên khiếu không giảm bớt chút nào ngược lại bởi vì lúc trước bạo động hấp thu sát khí ngoại giới so với trước còn gia tăng lên một ít hàn lập thấy vậy trong nội tâm không khỏi thở dài những sát khí màu đen trong tiên khiếu này chuyển động chậm rãi giống như được dẫn dắt từ u linh thời khắc giòm ngó thân thể của hắn không biết lúc nào lại bộc phát tiếp ma quang đạo hiếu lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ Hàn Lập xoay người lại, gật đầu nói cảm ơn, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ma Quang khoát tay áo, nói ra, Ma Quang đạo hiếu, lúc này thân người chính là hôi tiên, rèn luyện đến nay, chắc hẳn đã hiểu được sự huyền bí về sát khí chi lực. Hai ngày qua ngươi ở bên cạnh giúp ta bình ổn sát khí, không biết có phát hiện ra điều gì không? Sát khí bên trong tiên khiếu ta, vì sao đột nhiên bạo động như thế? Hàn lập hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi. Hàn đạo hữu quá coi trọng ta, tuy rằng ta tạm thời chiếm giữ cố thân thể này, trải qua đoạn thời gian tìm hiểu vừa rồi, có chút ít lĩnh ngộ với sát khí, nhưng còn xa mới gọi là hiểu thông. Bất quá qua hai ngày quan sát, xác thực phát hiện một ít manh mối. Ma Quang Trầm ngâm nói, a à, nhìn ra điều gì, cứ nói đừng ngại, đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, hỏi, hàn đạo hiểu, lúc này người đang ở hôi giới, thân thể lúc nào cũng tiếp xúc với sát khí từ ngoại giới, người vốn đang bị sát suy chi kiếp, sát khí trong cơ thể nồng đậm, cả hai lại đồng tính tương hấp, từ khi tiến vào hồi giới đến nay, tại ngươi không phát hiện sát khí trong cơ thể ngươi đang tích lũy nhanh, đã đạt đến mức vô cùng nồng đậm. Chỉ sợ là do sát khí trong cơ thể ngươi quá nồng đậm, mới dẫn phát sát khí trong tiên khiếu bạo động như thế. Ánh mắt ma quang chấp động, mở miệng nói ra, quả là thế, hàn lập gật đầu nhẹ, thì thào tự nói một tiếng. Xem ra sau khi tiến vào hồi giới, bản thân dường như có thể thích ứng hoàn cảnh sát khí nơi đây, bởi vì bản thân lúc trước tích lũy đại lượng sát khí trong người mà trời đưa đất đẩy lại tu luyện công pháp hôi giới khiến cho thân thể có chút biến hóa đơn giản mà nói chính mình cũng không khác gì nửa tên hôi tiên dưới tình huống như vậy tuy rằng có thể tự nhiên hành động ở hôi giới nhưng đồng dạng sau từng lần sát khí bạo động khiến cho thân thể chậm rãi thích ứng hoàn cảnh nơi này nếu cứ thế mãi chỉ sợ qua hơn ngàn năm chính mình sẽ triệt để trở thành một tên hôi tiên rốt cuộc không thể quay lại hàn đạo Hữu sát khí những khu vực khác trong cơ thể ngươi đã được xử lý tốt phục dụng túc sát đan lại có ta tương trợ muốn khu trừ cũng không khó nhưng sát khí bên trong tiên khiếu của ngươi thì lại không thể làm được lần bạo động này tuy chúng ta miễn cưỡng áp chế được nhưng lần sau cũng khó nói a à. ma quang nghiêm mặt nói ra hôm nay xem ra cần nhanh chóng nghĩ biện pháp phản hồi chân tiên giới hoặc là trực tiếp vượt qua sát suy chi kiếp mới được hàn lập nghe vậy cười khổ một tiếng nói như thế tuy nói thế nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, trong thời gian ngắn muốn rời khỏi hôi giới hiển nhiên không dễ dàng như vậy, nhưng muốn ở trong hoàn cảnh hôi giới vượt qua sát suy chi kiếp, lại càng là ý nghĩ hão huyền. Hôm nay, hắn đã lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. chương 710, Tẩy Sát Trì Sau khi đợi ma quang rời khỏi, hàn lập lại khoanh chân ngồi xuống, vận công bình ổn lại khí tức trong cơ thể, trên mặt lại lộ vẻ do dự, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, bất ngờ bên ngoài truyền đến vài tiếng gõ cửa, chính là Thạch Xuyên không thấy mọi chuyện bên này đã kết thúc, cho nên tới đây tìm hắn. Hàn Lập đứng dậy mở cửa rồi mời y vào. Lệ đạo hiếu, những ngày qua ngươi một mực bị sát khí quấy nhiêu đóng cửa không ra, ta cũng không dám tùy tiện quấy dày. Trong thời gian này miêu tú có tới hai lần, đều bị ta viện lý do mời trở về. Ta đang lo các ngươi sẽ không lộ diện, lại rước lấy hiểu lầm của người ta miêu tộc. Ngay khi Thạch Xuyên không vừa ngồi xuống, liền mở miệng nói ra. Miêu tú tới đây làm gì? lông mày hàn lập nhíu lại, hỏi, nàng không nói rõ, tựa hồ là thời gian tới nàng phải rời khỏi hắc xỉ vực một chuyến, trước khi rời đi muốn đến bái phòng tương cổ một lần, cũng chính là ma quang đạo hiếu. Tuy vậy, ta cảm thấy bọn hắn hơn phân nữa cho là dao động sát khí nơi này không giống bình thường, nên muốn đến thăm dò tình hình một chút ra. Thạch Xuyên không lắc đầu, cho dù là loại tình huống nào cũng được, nếu ngày mai nàng lại tới, chúng ta gặp mặt nàng một chút là được. Có ma quang là người hư hợp tộc ở đây, chắc bọn hắn sẽ không có suy nghĩ gì khác. Hàn Lập nghe vậy, thoáng cân nhắc một lát, nói ra. Sau khi Thạch Xuyên không nghe xong, gật đầu nhẹ, nói xong việc này, y cũng không có rời đi, nhưng cũng không có mở miệng nói tiếp, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Thạch Đạo Hiếu còn có chuyện gì sao? Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không, mở miệng hỏi. Lệ Đạo Hiếu, kỳ thật ta có chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không? Thạch Xuyên không nghe vậy, có chút trần chờ nói ra. Cứ nói đừng ngại, Hàn Lập nghe vậy, nói, trước đó đạo hữu đã cho ta dùng túc sát đan, có thể cho ta thêm một viên nữa được không? Những ngày qua ta luôn phải ngăn cản sát khí xâm nhập vào người, không nói việc tiêu hao thật nhiều tiên linh lực, mà vẫn có từng tia từng sợi sát khí ngăn cản không được, đã xâm nhập vào thể phách. Thạch Xuyên không nhíu mày nói ra, chuyện này thật có chút phiền phức rồi. Hàn Lập nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại nói, ta biết vật này mười phần chân quý, cho nên lệ đạo hữu hãy ra giá, ta nguyện bỏ số tiền lớn mua nó. Thạch Xuyên không thấy Hàn Lập có chút do so dự, vội nói ra. Thạch Đạo hữu hiểu, hiểu lầm rồi, cũng không phải ta không muốn lấy nó ra, mà trước đó chỉ còn lại có mỗi hai viên đan dược, một viên dùng để cứu ngươi, viên còn lại thì dùng để áp chế sát khí phản phệ của ta mấy ngày trước, bây giờ một viên cũng không có. Hàn Lập khẽ thở dài, nói ra, vậy đan này có thể luyện chế tiếp được không, hay là có những đan dược giống như vậy hay không? Thạch Xuyên không nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên ảm đạm mấy phần, nhưng rất nhanh lại hỏi đan dược cùng loại thật không có, bất quá tài liệu luyện chế túc sát đan còn một ít, vốn đang nghĩ qua đoạn thời gian nữa sẽ luyện chế, hiện giờ xem ra phải mau chóng luyện ra rồi. Hàn lập cười khổ nói, lệ đạo hiếu, sau khi ngươi luyện thành nhất định phải bán cho ta vài viên, điều kiện gì ngươi cứ nói, dù sao hành trình hôi giới lần này nợ nhân tình vẫn còn thiếu, cũng không sợ thêm nhiều hơn nữa, ngày sau trở về tiên giới, nhất định hoàn trả gấp đôi. Thạch xuyên không nghe vậy đại hỉ, nói ra, thạch đạo hữu yên tâm, hiện giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, hiển nhiên phải đồng tâm hiệp lực A. Hàn Lập vừa cười vừa nói, hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi Thạch Xuyên không cáo từ rời đi. Sau khi tiến đưa y, Hàn Lập trầm tư chốc lát, rồi lại ngồi xuống lần nữa, nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, sát khí tràn ngập ngoài cửa sổ, tạo thành một tầng hắc vụ mờ ảo. Hàn Lập từ từ mở hai mắt ra, che giấu một thân khí tức, rồi mở cửa phòng lách mình ra ngoài. Hắn xuyên qua từng tòa thạch bảo cung điện, một đường bí mật tìm kiếm xung quanh. Hắn dừng lại chốc lát trước một tòa kiến trúc thạch bảo khác cách thạch bảo hắn ở khoảng mấy trăm trượng, chợt thân hình hắn lướt nhanh, lần này bay thẳng ra ngoài U Hòa Thành. Một đường bay thẳng ra ngoài thành tới gần một dòng sông tối tăm hắn mới phi thân hạ xuống, đứng chắp tay ngắm mặt sông rộng lớn. Một lát sau, một đạo ô quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảnh hắc diễm, bất ngờ quấn quanh một cái, từ đó hiện ra một thân ảnh cao lớn. Bách Lý đạo chủ, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? hàn lập quay người nhìn về phía người mới đến từ từ mở miệng nói ra lông mày bóng người kia nhíu chặt nhìn về phía hàn lập hỏi ngươi là người phương nào vì sao bí mật truyền tin mời ta đến đây gặp mặt bách lý đạo chủ không cần khẩn trương là ta chúng ta đã từng có duyên gặp mặt mấy lần chỉ là chưa từng trực tiếp nói chuyện với nhau mà thôi hàn lập liền vung tay lên thu lại dung mạo đã che giấu mở miệng nói ra bách lý viêm nghe vậy cũng không buông lỏng cảnh giác mà quan sát kỹ càng hàn lập một cái sắc mặt chợt thay đổi lệ đạo hữu quả nhiên là ngươi không đúng ngươi sao lại ở chỗ này lão kinh ngạc kêu lên chuyện này thực không dám giấu giếm trong lúc ta tìm kiếm bên trong một di tích thì bất ngờ bị dòng xoáy không gian thôn phệ bị cuốn đến đây bách lý đạo chủ làm sao ngươi cũng đến hôi giới vậy hàn lập lại che đậy khí tức trên người cười khổ nói việc bách lý viêm có thể nhận ra mình hắn cũng không nghĩ ngợi gì thêm dù sao lão cũng có quan hệ thân cận với hô ngôn đạo nhân. Ha ha, phương thức của ta không có ly kỳ như người đâu, chỉ là thông qua luân hồi điện đến hôi giới mà thôi. Lông mày Bách Lý Viêm giãn ra, cười nói, thông qua luân hồi điện, Bách Lý Đạo Chủ, xin hỏi luân hồi điện cùng luân hồi vực có quan hệ gì không? Hàn Lập nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi, vấn đề này trái lại ta thật sự không giải thích được. Luân hồi điện là thế lực tiên giới, còn luân hồi vực thì lại là thế lực hôi giới, vì vậy giữa bọn họ lại có chỗ tương đồng tức là luân hồi điện chủ chính là luân hồi vực chủ ta nói vậy ngươi liền hiểu ha bách lý viêm ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích sau khi hàn lập nghe xong trong lòng giật mình hắn vốn cho là thế lực luân hồi vực hôi tiên phân nửa là đối tác với luân hồi điện không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà lại cùng một nhà mà vị luân hồi điện chủ thần bí vô cùng kia thế mà có thể khống chế cùng lúc hai cỗ thế lực tiên giới cùng hôi giới thấy hàn lập kinh ngạc rồi trầm mặc lại bách lý viêm bỗng nhiên mở miệng nói ra Nói như vậy, người gặp bất chắc mới đến hôi giới này. Có thể sống hoàn hảo không chút tổn thương tại giới vực lạ lẫm đến giờ này cũng thật sự là hiếm thấy. Trách không được năm đó hô ngôn đạo hữu rất coi trọng ngươi, khen ngợi ngươi đủ điều à. Dưới cơ duyên xảo hợp, đã ẩn tàng thân phận mới giấu kín được đến nay, làm sao tính là bản lĩnh gì chứ? Hàn lập khoát tay nói ra, thân ở hôi giới trung quy cũng không phải kế lâu dài, thân thể tiên giới từng giây từng phút đều chịu sát khí ăn mòn, một khi tiên thể mục nát, chắc chắn sẽ phá hủy căn cơ tu hành hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là triệt để biến thành hôi tiên kết cục thê thảm tốt hơn ngươi nên mau chóng trở về tiên giới sắc mặt bách lý viêm ngưng lại trịnh trọng nói ra không phải là ta không muốn trở về tiên giới mà thật sự không tìm được cách trở về bằng không ai mà nguyện ý ở trong giới vực hoang vô sát khí liên tục quấn thân này chứ hàn lập cười khổ nói sau khi bách lý viêm nghe vậy lông mày nhíu lại rồi do dự mãi mới nói ra Phương pháp trở về tiên vực này vốn là bí sự của Luân Hồi Điệt, không được truyền ra cho người ngoài. Nhưng năm đó ở trong Minh Hàn Tiên Phủ, Hồ Ngôn Đạo Hiếu có thể cướp đoạt được viên thái ất đan, vì ta mà thu liếm nghiệp hỏa, không để cho ta đến mức tự thiêu thân mình, đều nhờ vào công lớn của lệ Đạo Hiếu, phần ân tình này ta không thể không trả, tấm lệnh bài này ngươi hãy nhận lấy đi. Dứt lời, một tay lão xoay chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một lệnh bài hình tròn lớn chừng bàn tay, đưa về phía Hàn Lập. Đây là... Hàn Lập Trần chờ một lát, cũng không có lập tức đón nhận. Đây là luân hồi lệnh của ta, có vật này ngươi đến bất kỳ một tòa đại thành có cấp bậc lãnh chủ nào, đều có thể tìm được phân điện của luân hồi, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết cách trở về tiên vực. Đương nhiên, vật này chỉ là một phương pháp, có thể thành công hay không còn phải xem tình hình cụ thể thế nào, chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Bách Lý Viêm từ từ nói ra, Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài rồi đánh giá một lát, phát hiện chất liệu nó 10 phần đặc biệt, bên trong xúc tích từng sợi sát khí tinh thuần không giống đồ vật tiên giới một mặt có khắc chữ luân hồi điện một mặt thì có khắc hai chữ lục đạo thứ này quá mức chân quý chắc là bách lý đạo chủ chỉ có mỗi cái này nếu để cho ta vậy sau này ngươi làm sao trở về tiên giới hàn lập cầm lệnh bài trả lại lắc đầu nói ra lệ đạo hữu đã biết năm đó ta dẫn nghiệp hỏa quy thân thân thể đã sớm bị sát khí ăn mòn toàn bộ nhờ vào viên thái ất đan kia mới tiến vào cảnh giới ngụy thái ất, miễn cưỡng áp chế không hoàn toàn bị mục nát. Bây giờ đi đến hồi giới này, cũng chính là để giải quyết triệt để việc này. Nếu không được, cũng không cần phải rời khỏi hôi giới. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng, nói ra, Ngụy Thái ất cảnh, nghiệp hỏa cùng sát khí vốn là đồng nguyên cùng xuất xứ, chỉ là biểu hiện ra khác nhau mà thôi, vì sao Bách Lý đạo chủ lại muốn đến hôi giới nơi mà thiên địa tràn ngập sát khí để tìm cách hóa giải nghiệp hỏa chứ? Hàn Lập có chút không hiểu hỏi, thiên địa tạo hóa thần diệu khó nói nên lời, trong hồi giới luôn sinh ra sát khí này lại có một chỗ tên là tẩy sát trì, trong đó ẩn chứa hoán cốt kim lôi, chính là kim lôi trí cương trí dương, có thể phá hết thảy âm sát. Nếu được một lần ngâm mình trong tẩy sát trì, liền có thể gột rửa hết sát khí trong người, lại còn có thể rèn luyện thân thể cùng thần hồn, ích lợi vô cùng. Bách Lý Viêm giải thích, hồi giới thật có vật này sao? Bách Lý Đạo Hữu có biết nó ở chỗ nào không? Hàn Lập nghe Bách Lý Viêm nói vậy, trong lòng mừng rỡ không thôi, vội hỏi đến. Tẩy sát chỉ cực kỳ hiếm thấy, trước mắt ta nghe ngóng chỉ có một chỗ, ở trong cửu u vực quản lý, là thánh địa bên trong một kỳ cảnh đã bị các tộc phong cấm, bình thường không được đi vào. Làm sao, lệ đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú với tẩy sát chỉ hà. Bách Lý Viêm nhìn Hàn Lập chốc lát, hỏi, Bách Lý đạo hữu có chỗ không biết, ta chịu quấy nhiễu của sát suy chi kiếp, lúc nào cũng quanh quẩn bên bờ vực sắp sụp đổ, đang lo không biết giải quyết việc này như thế nào đây. Hàn Lập cười khổ nói, Bách Lý Viêm nghe vậy, lại quan sát Hàn Lập từ trên xuống dưới, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt của hắn hồi lâu, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Lệ đạo hiếu, sát suy phản vệ của ngươi cùng nghiệp hỏa quy thân của ta có chút khác biệt, cũng không đến thời khắc sống còn, tốt hơn là nên trở về tiên giới tìm cách khác đi, biện pháp mà ta vừa nói cũng đừng nghĩ đến nữa. Bách Lý Viêm trầm ngâm nói, cuối cùng là có chuyện gì, mong rằng Bách Lý đạo hiếu cho biết, lông mày Hàn Lập nhíu lại, vội hỏi chương 711, Mạo hiểm, cửu u vực này chính là phiến khu vực thuộc một trong ba thế lực lớn nhất hôi giới hiện nay, cũng là phái vô cùng bảo thủ và hung tàn nhất, luôn luôn không cho phép chủng tộc ngoại vực khác bước vào địa bàn mình, huống chi là người tiên giới. Một khi người bước vào, nếu bị phát hiện, tuyệt đối không thể đào thoát được. Bách Lý Viêm chậm rãi nói, hôi giới phân chia làm ba thế lực lớn, nhưng cũng không rõ là từ đâu, thỉnh Bách Lý Đạo Chủ giải đáp giúp ta một phần nghi vấn. Hàn Lập không tiếp tục đàm luận việc tiến vào cửu u vực hay không, ngược lại hỏi. Thôi được, để ta nói với ngươi. Trong hôi giới này, phái cấp tiến nhất là luân hồi điện chủ thống lĩnh nhiều giới vực, chủ trương chỉnh hợp lực lượng hôi giới tấn công tiên vực. Mà phái thứ hai là phái trung gian bảo thủ lấy cửu u vực chủ cầm đầu chứa nhiều giới vực, bọn hắn cho rằng sở sĩ tiên giới không ngừng thẩm thấu lực lượng tiến vào hôi giới, tất cả đều do luân hồi vực quấy phá gây ra, cho nên chủ trương chỉnh đốn lực lượng hôi giới cũng không nguyện ý cùng tiên giới phát sinh chiến tranh. Thế lực thứ ba thì lấy hắc thằng vực chủ cầm đầu một ít giới vực, bọn hắn vẫn muốn duy trì hiện trạng, vừa không muốn chủ động tiến công tiên giới, lại càng không muốn nội đấu tiêu hao. Bách Lý Viêm liếc nhìn Hàn Lập một cái, do dự một chút rồi giải thích. Nguyên lai còn có duyên cớ này, nhưng mà đều là lực lượng hôi giới, vì sao lại có quan niệm bất đồng về tiên giới như thế? Hàn Lập như suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, đây là do thế lực nội tộc bất đồng quyết định, trong đó luân hồi vực có nhiều tam thi tiên, chấp niệm mãnh liệt với tiên giới như thế là do muốn trở về tiên giới, mà cửu u vực thì lấy bản thổ hôi tiên là chính, chủ trương cố thủ bản thổ, không muốn phát sinh tranh chấp với tiên giới. về phần hắc thăng vực, tuy phần lớn thành viên là hôi tiên bản thổ, nhưng lại bất mãn với cửu u vực chuyên hành bá đạo, lại không tín nhiệm tam thi hôi tiên luân hồi vực, cho nên ở trong đó mâu thuẫn không ngừng. bách lý viêm tiếp tục nói, thì ra là thế, nhưng không biết tam thi hôi tiên đạo hữu nói là gì, hàn lập có chút khó hiểu hỏi lệ đạo hiếu có điều không biết tu sĩ đại la ở tiên giới trước khi thành tựu đạo tổ phải chém ba lượt thi hồn cấm đoạn hết thảy chấp niệm trần duyên thứ bị chém đó gọi là tam thi phần lớn nó đều là chấp niệm sâu nhất trên đại đạo tu hành của tu sĩ đại la sau khi chém ra liền trở thành chân địch của bản thể lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tam thi này tiến vào hôi giới hình thành nên tam thi tiên bách lý viêm nói như thế hàn lập nghe xong cảm thấy như rơi vào mây mù có rất nhiều chỗ không hiểu đang muốn mở miệng hỏi thì chỉ thấy Bách Lý Viêm khoát tay áo, tiếp tục nói, việc chảm tam thi luôn là bí sự của tu sĩ Đại La, không dễ nói cho người khác biết, ta còn cách bước này xa đến vạn dặm, tin tức biết được rất có hạn, không thể giải đáp dứt điểm nghi vấn của ngươi. Nếu như thế, bất luận thế nào ta cũng không thể nào vào được cửu u vực kia. Hàn Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng, hỏi lại. Nếu trước kia, ngươi thật sự không thể lẫn vào cửu u vực, nhưng hiện tại lại có cơ hội chui vào được, nhưng xác suất tìm được tẩy sát trì cũng thập phần xa vời, nói chi đến việc tiến vào trong tẩy sát trì, như vậy là mạo hiểm chí mạng. Bách Lý Viêm lắc lắc đầu, nói, thực không dám đấu giếm, sát suy chi kiếp của ta thập phần đặc thù, dù đã thử qua rất nhiều phương pháp nhưng không thể thành công. Có lẽ tẩy sát trì này là phương pháp duy nhất trợ giúp ta thoát khỏi sát khí quấy nhiễu, tiến vào thái ất cảnh. Người đã nói hiện giờ có cơ hội lẫn vào cửu u vực, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, xin cứ nói rõ thực hư, lệ mỗ vô cùng cảm kích thần sắc Hàn Lập ngưng trọng chắp tay nói với Bách Lý Viêm. Sau khi Bách Lý Viêm nghe xong, trầm mặc hồi lâu, như lâm vào sự tình khó quyết định được. Hàn Lập cũng không có thúc giục, yên lặng chờ lão quyết định. Thôi được rồi, lúc trước ta đã nói rất nhiều sự tình bí mật, vốn không nên nói cho người biết, nhưng dù sao người cũng có ân với ta, và người tuyệt không phải là người thiên đình, vậy nói cho người biết cũng được. Lần này ta đến U Hòa Thành này, kỳ thật là đại biểu luân hồi vực đến mời hắc sĩ vực gia nhập thế lực chúng ta, kế tiếp đi một chuyến đến tam vực hội minh. Mà địa điểm tam vực hội minh tổ chức là ngay tại Tu La Thành cửu u vực. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp. Nói như vậy, ta có thể nhân cơ hội tam vực hội minh lần này tiến vào cửu u vực, nếu như thế ta có thể đi theo Bách Lý Đạo hữu tham gia hội này không? Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên hỏi. Sự tình tam vực hội minh này liên quan đến thái độ hôi giới đối với tiên giới, thập phần trọng yếu hiện giờ ta mang sứ mệnh còn phải đi liên lạc nhiều thế lực trung lập ở hắc thẳng vực như hắc xỉ vực này tranh thủ ưu thế cho luân hồi vực. huống chi ngươi cũng không phải là người luân hồi điện, ta cũng không thể mang ngươi theo. bách lý viêm lắc đầu nói, đạo hữu nói rất có lý, ta đi theo ngươi thật sự có nhiều điều không tiện. nếu bách lý đạo hữu lần này tới mượn sức miêu cốc lãnh chủ như vậy, hắc xỉ vực khẳng định là sẽ đi tham gia hội này, ta có thể đi theo bọn hắn đến cửu u vực. hàn lập gật gật đầu nói, ngươi thật sự muốn đi cửu u vực sao? Mặc dù hội minh lần này là một cơ hội, nhưng các tộc cửu U nhất định tăng cường phòng vệ thánh địa, mạo hiểm lớn như vậy căn bản không thể tưởng tượng, người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Bách Lý Viêm vẫn có chút lo lắng nói, Bách Lý đạo chủ yên tâm, ta tự có chừng mực. Hàn Lập gật đầu cười nói, hồ ngôn đạo hữu năm đó nói người tuyệt không phải vật trong ao, ánh mắt của hắn đích xác độc đáo. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta gặp lại nhau lại trong tình huống này. Bách Lý Viêm thấy vậy, cũng không cưỡng cầu nữa, bật cười lớn nói hắn hiện giờ chắc là đang khoái hoạt chúng ta thì hâm mộ hắn không thôi cũng may năm đó học được từ hắn không ít phương pháp nhưỡng rượu nơi này còn có chút rượu bách lý đạo chủ có muốn uống một ly không hàn lập cười hỏi một ly làm sao đủ mười bầu trăm bầu rượu cũng không đủ ha ha bách lý viêm vui vẻ cười nói hai người trò chuyện vui vẻ với nhau tới gần bình minh mới cáo biệt rồi trở về chỗ của mình không bao lâu sau bách lý viêm liền ly khai u hòa thành buổi chiều cùng ngày miêu tú lại bái phỏng ma quang nói muốn theo cha đi tu la thành tham gia tam vực hội minh ma quang có hàn lập nhắc nhở lúc này tỏ vẻ thập phần hứng thú với hội minh lần này cũng muốn theo đám người miêu cốc đến tham dự thuận tiện du lịch một chút ngắm phong cảnh cửu u vực miêu tú cũng không đáp ứng ngay nói là phải về báo cho miêu cốc để phụ thân quyết định kết quả không bao lâu sau nàng liền mang đến tin tức nói là phụ thân đồng ý bọn hắn có thể cùng nhau đi tới tu la thành hàn lập vốn có chút bất ngờ bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Lần trước nghi Thứ đã vực tập kích đại hội tháp Mộc Đạt, chính là một tiểu vực của cửu U vực, có thể thấy được trước khi hội minh có kết quả, quan hệ giữa các giới vực cũng không ổn cho lắm. Một đường đi tới cửu U vực có ba người Hàn Lập đồng hành, ở phương diện an toàn tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, cớ sao bọn họ không làm. Bất quá, bởi vì lần này các bộ tộc tham gia đại hội rất nhiều, cho nên thời gian chuẩn bị tập họp còn sớm, còn non nửa năm nữa bọn miêu cốc mới xuất phát đi cửu U vực. Mấy tháng sau, rốt cuộc cũng đến ngày xuất phát. Trên quảng trường Đại Môn Phủ Lãnh Chúa đang đậu một chiếc lâu thuyền ba tầng thật lớn, đúng là chiếc thuyền mà bọn Hàn Lập cưới lúc trước, bất quá ba đầu rác mã kéo thuyền so với trước thì lớn hơn rất nhiều, ba đôi cánh thịt trên lưng rõ ràng đều dài hơn nhiều. Ba người Hàn Lập, Miêu Cốc, Miêu Tú và một nam tử mũi ưng mặc áo xám, một hàng ngũ sáu người từ cửa đi ra. Ba vị, lần này chúng ta đi tới Hắc Sỉ Thành thuộc Hắc Sỉ vực gặp vực chủ trước, sau đó lại đi tới Cửu U vực. Miêu Cốc nói với ba người Hàn Lập, ta chỉ đi theo xem một chút, hết thảy Miêu lãnh chúa cứ an bài là được. Ma Quang gật gật đầu, cười nói, hai người Hàn Lập đứng tả hiếu, không nói gì, tam vực hội minh lần này là đại sự hôi giới, các vực đều cực kỳ coi trọng. Thỉnh ba vị nhận lấy ba khối lệnh bài khách khanh trưởng lão, miễn bị người cha hỏi thân phận. Miêu Cốc lật tay lấy ra ba khối lệnh bài màu đen, đưa tới. Ba người Hàn Lập nhận lấy, lật tay thu vào, trong miệng nói một tiếng cảm ơn. Xin hỏi Miêu Lãnh chúa, từ đây đi tới Hắc Xỉ thành tốn thời gian bao lâu? Ma Quang mở miệng hỏi, Hắc Xỉ thành ở vị trí trung tâm Hắc Xỉ vực, tuy tốc độ ba đầu lục rực rác mã này so với bốn cánh nhanh hơn không ít, nhưng cũng cần mười mấy năm mới đến. Miêu Cốc nói, Ma Quang gật gật đầu, không nói gì thêm. Mười mấy năm, Hàn Lập nghe vậy ánh mắt chấp nhẹ, nhíu mày một chút. Hắn đi vào hồi giới bất quá mới mấy năm, trong cơ thể tích lũy sát khí liền dẫn phát sát khí trong tiên khiếu bạo động, nếu không nghĩ kế sách đối ứng, mười mấy năm không chừng sẽ bạo động nhiều lần. Đã đến giờ rồi, mời mọi người lên thuyền. Miêu Cốc làm tư thế mời ma quang, đợi ba người lên thuyền rồi gã mới lên theo. Thanh niên áo xám đi đến mũi tàu bấm niệm thần chú, rác mã kéo thuyền mở ra cánh thịt vỗ mạch lầu thuyền bay lên trời cao, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời xa. Miêu Tú lập tức đi an bài ba phòng cho ba người, ba người lại ở chỗ cũ lúc trước. Hàn Lập đi vào phòng, lập tức đóng cửa lại, liên tục bày ra vài tầng cấm chế, sau đó vung cánh tay lên, kim sắc lôi quang hiện lên, thân ảnh giải đạo nhân hiện ra. Giải đạo hữu, phiền ngươi canh chừng giúp ta một thời gian. Hàn lập nói với giải đạo nhân, trong khi hắn nói chuyện, ngón tay vừa động, một quang môn trắng bạc hiện lên. Giải đạo nhân cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Hàn lập gật đầu khẽ với giải đạo nhân, thân mình nhoáng một cái bay vào trong quang môn, tiến nhập không gian hoa chi. Trốn trong không gian hoa chi, thân thể không tiếp xúc với sát khí ngoại giới, liền có thể trì hoãn sát khí trong tiên khiếu bạo động hàn lập ở trong một gian mật thất khoanh chân ngồi xuống vung tay lên thanh quang hiện lên bên cạnh lại nhiều ra một đống tài liệu đúng là tài liệu túc sát đan những tài liệu túc sát đan khác hắn đã góp nhặt không ít được lưu giữ trong chữ vật pháp khí lần này ngẫu nhiên đạt được chủ tài liệu huyền chỉ tinh thạch cùng khổ lạc hoa rốt cuộc có thể luyện đan được rồi hàn lập chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu nhưng vẫn chưa lập tức luyện đan mà lật tay lấy ra bản đồ đúng là bản đồ hắc xỉ vực ngón tay hắn lướt qua nhẹ nhàng khu vực u hòa thành cùng hắc xỉ thành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sau đó thu bản đồ chậm rãi nhắm hai mắt lại chương 712, trăm song thủ hồ đao thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã qua nửa năm trong đêm khuya lúc này trong phòng trên lâu thuyền hàn lập bước ra từ trong không gian hoa chi giải đạo nhân vốn đang ngồi khoanh chân chợt thấy hàn lập xuất hiện đang tính đứng lên giải đạo hữu cứ tiếp tục trông coi chỗ này nếu có người tới đây hãy mau đưa tin cho ta. Hàn Lập nói một tiếng với giải đạo nhân, rồi hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người hắn chấp động ánh sáng âm u, rồi trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo u ảnh mơ hồ, bay ra bên ngoài. Cấm chế bên trong căn phòng tự động nứt ra khe hở, u ảnh từ đó lao ra. Lúc này bên ngoài là một mảnh đen tối, xung quanh hành lang chiếc lâu thuyền khảm vài viên thạch huỳnh màu trắng, phát ra ánh sáng màu trắng yếu ớt, căn bản không đủ chiếu sáng bóng tối chung quanh. Trên hành lang không một bóng người, chỉ có mỗi nam tử áo xám đang đứng trên mũi tàu, thao túng lâu thuyền lao vùn vụt tới. Xung quanh lâu thuyền hiện đang bao phủ một tầng cấm chế màu đen, phía trên còn lấp lòe ánh sáng màu đen nhìn như mây mù vậy. Hàn lập nhìn nam tử áo xám một cái, rất nhanh thu lại tầm mắt, rồi nhìn ra bên ngoài cấm chế màu đen, ánh mắt chớp lên, lập tức bay ra bên ngoài. Hắn hóa thành u ảnh trong nháy mắt đụng phải tầng cấm chế màu đen, chợt khuếch tán ra, hóa thành một mảnh xương mù u ám như ẩn như hiện, nhanh chóng xuyên thẳng qua tầng cấm chế màu đen, không tạo ra bất kỳ dị động nào cả. Sương mù u ám lần nữa ngưng tụ vào nhau, lại hóa thành một đạo u ảnh, rồi bay nhanh xuống phía dưới, rất nhanh hạ thấp xuống mặt đất. Phía dưới là một vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi này còn nằm trong thảo nguyên lục nguyệt, mặt đất hơi chập trùng gợn sóng. Hàn lập lật tay lấy ra tấm bản đồ, đồng thời thả thần thức ra xung quanh, rất nhanh sắc mặt hắn vui mừng, liền bay nhanh về hướng nào đó. Qua gần nửa canh giờ, bất ngờ phía trước hiện ra một mảnh đầm lầy khắp nơi đều nổi lên bong bóng nước bùn màu đen từng cơn gió lạnh lẽo từ dưới đất tuôn ra phun lên trên không đầm lầy trong không khí tràn ngập từng cỗ sương mù màu xám trắng phát ra một cỗ gắt mũi tựa như lưu huỳnh nước bùn màu đen sương mù xám trắng còn có mùi này quả nhiên không sai hàn lập tự lẩm bẩm một câu thân hình cũng không dừng lại mà bay sâu vào trong đầm lầy đầm lầy nơi này chính là vô tận chiều trạch trong thảo nguyên lục nguyệt là nơi mọc ra khổ lạc hoa trên đường từ U Hòa Thành đến Hắc Sỉ Thành, vừa lúc đi ngang qua gần vô tận chiều trạch, vừa vặn hắn đến đây ngắt một ít khổ lạc hoa. Một khi bắt đầu luyện chế túc sát đan, không tốn 2-3 năm thì không cách nào luyện thành, vì vậy lúc trước Hàn Lập vẫn không có động thủ luyện chế. Hắn hít sâu một hơi, rồi lại phi độn nhanh thêm mấy phần, rất nhanh đã bay sâu vào vô tận chiều trạch. Sát khí nơi này phi thường nồng đậm, trong không khí càng tỏa ra một cỗ khí tức lạnh lẽo. Hàn Lập từ từ khuếch tán thần thức ra dò xét hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh hai mắt hắn sáng lên, rồi bay về một hướng nào đó, sau mấy hơi thở đã hạ xuống một bãi đất nhỏ. Gần bãi đất thình lình mọc ra ba cây mờ ảo cao hơn một xích, phiến lá trong suốt mỏng manh như tấm băng tinh, bên trong còn phân bố đường gân mạch, tỏa ra hào quang óng ánh, đúng là khổ lạc hoa. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, bao phủ cả ba cây khổ lạc hoa đang muốn đào tận gốc lên. Chợt một đạo hắc ảnh bất ngờ lao ra, nhanh vô cùng táp về phía chân trái Hàn Lập, tốc độ nhanh kinh người. Một tiếng phanh vang trầm, trên chân Hàn Lập hiện ra một cô ánh sáng màu xanh, lóe lên liền hóa thành một tấm quang thuẫn màu xanh, ngăn cản bóng đen lại, làm nó vang ngược trở lại. Lúc đó một đạo kiếm quang màu xanh phát ra một tiếng siêu sắc bén từ trong tay Hàn Lập bắn ra, liền chém bóng đen thành hai đoạn. Bóng đen chính là một đầu tiểu xà đen nhánh, trên đầu mọc ra bướu thịt màu đen hình tam giác, trong miệng mọc đầy răng giống như gai ngược, nhìn rất hung dữ, cho dù bị chém thành hai đoạn nhưng nó chưa lập tức chết đi mà vẫn đang dãy dụa uốn éo trên mặt đất. Hàn lập không để ý hắc xà, phất tay nhổ tận gốc ba cây khổ lạc hoa, rồi thu vào. Cất kỹ ba gốc khổ lạc hoa, hắn cũng không dừng lại ở đây, mà tiếp tục bay về hướng khác. Bay được khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, ánh mắt hắn sáng lên, lần nữa đổi hướng, rất nhanh hạ xuống một bãi đất trũng. Trong bãi đất trũng, bất ngờ cũng mọc ra hai gốc khổ lạc hoa. Hắn liền động thủ, đào lên hai gốc khổ lạc hoa rồi tiếp tục tìm kiếm về phía trước trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu ló dạng sâu trong đầm lầy hàn lập từ dưới một hố sâu lớn khoảng trăm trượng bay ra trên mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng cũng ra vẻ phấn khởi thật nhiều tìm hơn nửa đêm hắn thu được khoảng chừng gần trăm gốc khổ lạc hoa thu hoạch có thể nói là thật lớn nhiều khổ lạc hoa như vậy cũng đủ để hắn luyện đan mà không lo thiếu nếu mang về chân tiên giới những khổ lạc hoa này cũng là một khoản tài phú lớn a mặc dù trong đầm lầy này còn rất nhiều khổ lạc hoa tuy vậy hắn cũng đã chậm trễ hơn nửa đêm không thể tiếp tục tìm nữa hàn lập hít thở một hơi thật dài liền thu liếm vẻ mệt mỏi trên mặt nhắm mắt cảm ứng vị trí lâu thuyền rồi thân hình như lôi điện bay nhanh về phía đó hắn bay không được bao xa chợt trong đầu hàn lập oanh một tiếng cả người không tự chủ được run lên một cảm giác buồn nôn từ lục phủ ngũ tạng trong người truyền thẳng vào trong đầu Khí huyết cả người trong nháy mắt đảo ngược, chảy ngược về tim. Sắc mặt hắn đại biến, vội vận công trấn áp, đồng thời đang muốn dò xét một vòng xung quanh, nhưng cơn buồn nôn vừa nãy đột nhiên biến mất, khí huyết vận chuyển trở lại bình thường. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như là ảo giác vậy. Hàn Lập khẽ giật mình, chợt trên người phát ra ánh sáng màu xanh, thân hình đang phi độn bóng dừng lại, liền tỏa thần thức dò xét chung quanh, nhưng cũng không phát hiện khác thường gì. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ do dự, ánh mắt hơi chớp động liền quay người bay về hướng mà mình vừa bay qua. Bay trở về được một đoạn, thì cơn buồn nôn kia lại xuất hiện lần nữa. Hàn lập nhướng mày, mạnh mẽ kiềm chế lại, ánh mắt cùng thần thức đều phát ra giò xét dưới mặt đất, rất nhanh ánh mắt hắn nhìn vào một đầm lầy gần đó. Cỗ lực lượng làm cho khí huyết hắn đảo ngược, cùng ngũ tạng vặn vẹo chính là từ trong đầm nước này truyền ra. Hàn lập liền bay một vòng chung quanh trên đầm nước, trên mặt lộ vẻ hiểu ra nguyên nhân. Từ trong đầm nước tuôn ra có lực lượng quỷ dị bao phủ hai ba mươi trượng xung quanh, nếu vượt qua phạm vi này, cảm giác buồn nôn kia liền biến mất. Hắn nhìn chằm chằm đầm nước, trên mặt lộ vẻ trần chờ thế là không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, liền ẩn mình bay vào trong đầm nước, chui xuống dưới. Đầm nước cũng không sâu lắm, rất nhanh hắn đã xuống đáy, dưới đáy đầm là mặt đất bằng phẳng, trên mặt đất bày ra một đống đá vụn. Những tảng đá này lớn nhỏ không đều, hình thái cũng khác nhau, chỉ là đều hiện ra một màu đen nhánh, trên mặt còn có một ít hoa văn giống như tấm băng dạn nứt, xem tựa hồ không phải phàm vật. Hàn lập nhìn đống đá màu đen, khóe mắt có chút co quắp lại. Dưới đáy đầm lúc này, cơn buồn nôn càng thêm mãnh liệt, cũng từ chính trong đống đá màu đen truyền ra. Hàn lập chợt nhấc chân vung ra, một cỗ ánh sáng màu xanh giống như loan nguyệt từ chân hắn bắn ra, quét trúng đống đá màu đen, liền đẩy đống đá ra, lộ ra thứ gì đó ở dưới. Ánh mắt Hàn lập ngưng lại, chỉ thấy dưới đống đá trên mặt đất bất ngờ cắm nghiêng một thanh trường đao màu đen cả thân đao đen nhánh, nhìn như mảnh gỗ bị đốt thành màu đen vậy, không biết vật liệu gì làm ra, trên trường đao còn khắc họa một song thủ hồ ly dữ tợn, nhìn rất hung dữ. Lưỡi đao rộng lớn hình dáng cổ xưa, hơi uốn cong, từ trên chuôi đao có một đường vân màu đỏ sậm kéo dài từ thân đao xuống dưới, nhìn như một mực núi xuống mũi đao vậy. Một cỗ khí tức quỷ dị mãnh liệt từ trên cổ đao màu đen phát ra, so với lúc bị đống đá màu đen che lấp trước đó thì mạnh hơn mấy lần. Sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên trắng nhợt, lùi về sau một bước, lập tức trong miệng quát một tiếng, tỏa ra kim quang chói mắt, bao phủ bảo hộ hắn vào trong, lúc này sắc mặt mới khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn cổ đao màu đen, lông mày khẽ nhíu lại. Từ khi vào hôi giới, mọi thứ nơi này đều là một màu đơn điệu như đen, trắng, xám, bất kể vật gì đều không ngoại lệ. Vậy mà hồng văn trên cổ đao này, là màu sắc mà hắn thấy lần đầu trong hôi giới. Hắn nhìn cổ đao màu đen, tâm niệm vừa động, phát ra cỗ lực lượng thần thức, chạm vào thanh cổ đao màu đen. Ngay lúc thần thức vừa đụng thân đao, còn chưa kịp thâm nhập vào, thì đã bị một cỗ lực lượng âm lãnh cắn nuốt. Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên trắng bệch, trong đầu nổi lên từng trận đau đớn dữ dội, tựa như trên người mình bị cắn mất một miếng thịt vậy. Không những thế, bất ngờ trên thân đao tỏa lên hắc quang, trong hắc quang hiện ra từng khuôn mặt thống khổ, đang điên cuồng phát ra âm thanh gào thét. Một cỗ lực lượng tà ác vô cùng từ trong thân đao phát ra, thuận theo sợi thần thức kia xâm nhập vào trong đầu Hàn Lập trong thần thức hải hắn vốn đang tinh thuần đột nhiên trở nên u ám, đồng thời rối loạn dữ dội, còn thần hồn trong đầu hắn tỏa ra quang mang cũng bỗng nhiên ảm đạm đi, trung quang còn ẩn hiện từng sợi hắc quang, xâm nhập về phía thần hồn hắn. Một cỗ cảm giác buồn nôn từ trong lòng hắn dâng lên, lục phủ ngũ tạng tựa hồ bị đảo ngược lại, ngũ giác lục thức cũng trở nên trì hoãn. Uệ, Hàn Lập nôn khan một tiếng, sắc mặt lập tức đại biến, vội lui về phía sau, đồng thời bên ngoài thân chợt hiện ra kim quang, phát ra lực lượng thời gian pháp tắc ngăn đỡ trước người. Uy lực lực lượng thời gian pháp tắc cường đại, liền ngăn cản lực lượng tà ác đó xâm nhập, nhờ vậy mà lực lượng thần thức cùng thần hồn trong đầu hắn rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hàn Lập há miệng thở dốc, liên tục lùi về phía sau cách xa chỗ đó, lúc này mới dừng lại. Lực lượng tà ác kia mơ hồ phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, lúc này mới từ từ lui về cổ đao màu đen. Hắc đao này là thứ kinh khủng gì vậy? Không chỉ thôn vệ thần thức, còn có thể công kích thần hồn nữa trong lòng hàn lập vẫn còn sợ hãi nhìn thanh cổ đao màu đen khiếp sợ không thôi lấy thực lực hắn hiện giờ vậy mà suýt nữa không ngăn nổi lực lượng tà ác kia a à, lực lượng thời gian pháp tắc trong hôi giới lại có người có thể lĩnh hội được pháp tắc này ngay đúng lúc đó thanh cổ đao màu đen vang lên một tiếng từ trên thân khắc họa song thủ hồ sáng lên ánh sáng màu trắng trong nháy mắt lan xuống cả thân đao còn ánh sáng màu đen tuôn ra từ thân đao thì lại vùng vẫy không cam lòng vài cái nhưng cuối cùng vẫn bị ánh sáng màu trắng ép xuống, chui vào trong thân đao, không thấy bóng dáng. Từ song thủ hồ hiện ra bóng trắng, một bóng người màu trắng mơ hồ nổi lên, thoạt nhìn như một nam tử trung niên, đang có chút hiếu kỳ đánh giá Hàn Lập. chương 713, lạt mềm buộc chặt, Hàn Lập nhìn thấy hư ảnh nam tử áo trắng trước mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy đối phương nhìn như hồ ly nhếch nhác không chịu nổi, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Thì ra là thế, nguyên lai like ngươi là tu sĩ nhân tộc đến từ tiên giới tiểu bối thật to gan chân tiên giới không ở lại dám chạy đến hôi giới này nam tử áo trắng nhìn trên dưới đánh giá hàn lập vài lần trên mặt hiện lên vẻ đã hiểu cười nói các hạ là ai hàn lập nghe vậy trong lòng cả kinh chậm rãi mở miệng hỏi hắn ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ không nghĩ tới cảnh bị người này liếc mắt một cái liền nhìn thấu bất quá mặc dù nam tử áo trắng này từ trong cổ đau màu đen toát ra nhưng tựa hồ cũng không có ác ý Tuy cổ đao màu đen này ẩn chứa sự tà ác không kém, nhưng hắn tự nghĩ vẫn có thể ứng phó được. Ta là ai? Đó là một câu chuyện dài. Ngươi cứ gọi ta là Thạch Kinh Hậu đi. Nam tử áo trắng vung tay áo lên, ảm đạm cười nói, làm cho người ta một loại cảm giác gió mát trăng thanh. Thạch Kinh Hậu, các hạ chẳng lẽ là khí linh? Cổ đao này, Hàn lập lại hỏi, khi nói chuyện, trong đầu hắn nhớ lại những điển tịch hôi giới mà hắn đã xem qua, bên trong cũng không có tên người này, không biết người này nói có đúng thực danh không? khí linh, cứ xem như vậy đi. Thạch khinh hậu nghe lời này, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, bất quá ngay sau đó liền biến mất. Hàn lập thu vẻ mặt biến hóa thạch khinh hậu vào trong mắt, trong lòng hơi động, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Miệng hắn hơi động, đang muốn mở miệng hỏi. Tiểu bối ngươi đã hỏi ta liên tiếp hai vấn đề, ngươi nếu đến từ chân tiên giới, vậy hẳn cũng hiểu được phép tắc và đạo lý chứ, hiện tại cũng đến phiên ta hỏi rồi. Thạch khinh hậu đưa tay ngăn cản Hàn lập mở miệng, nói. Các hạ nói rất đúng, mời nói. Hàn lập nao nao, lập tức nâng tay nói. Vấn đề ta hỏi ngươi cũng không khác cái ngươi vừa hỏi ta, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Ánh mắt thạch khinh hậu đột nhiên trở nên lợi hại vô cùng, trên người bỗng phát ra một cỗ khí tức đáng sợ tựa như cửa thú hồng hoang. Cổ đao màu đen kia cũng trượt đại phóng hắc quang, trong hắc quang mơ hồ hiện ra một thân ảnh song đầu yêu hồ thật lớn, hai mắt nhìn chằm chằm hàn lập, tựa hồ ngay sau đó sẽ xé hàn lập thành mảnh nhỏ. Tại hạ lệ hàn, lần này đi vào hôi giới là do vô tình ta ở tiên giới thăm dò một bí cảnh thì bị không gian phong bạo cắn nuốt sau đó liền xuất hiện tại đây hàn lập đối mặt thạch khinh hậu tản mát ra uy áp đáng sợ nhưng trên mặt không có chút biến hóa nào vẫn chấn định dị thường nói thạch khinh hậu nghe vậy nhíu mày hai mắt chấp động không thôi tựa hồ đang phán đoán xem lời hàn lập có đáng tin hay không ta không biết lời ngươi là thật hay giả bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là do âm thừa toàn kia phái tới nếu như thế, chúng ta không phải là địch nhân. Thạch khinh hậu nhìn chằm chằm hàn lập một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Đồng thời gã vung tay lên, uy áp đáng sợ trên người tỏa ra rút đi như thủy triều, cổ đao màu đen nở rộ đao mang tận trời cũng nhanh chóng thu liếm về. Âm thừa toàn, lông mày hàn lập nhíu lại, cái tên này nghe có chút xa lạ, mặc dù muốn hỏi, nhưng hiện tại hắn có chuyện trọng yếu muốn hỏi hơn. Tại hạ đã trả lời các hạ hai vấn đề, hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi, không biết chuôi cổ đao màu đen này là vật gì. Hàn lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tiếp tục hỏi. Ngươi không biết đao này, à, ngươi vừa mới dùng thần thức chạm vào hóa huyết đao này, xem ra ngươi quả thật không phải người âm thừa toàn. Thạch khinh hậu ngơ ngác một chút, gật gật đầu nói. Nói xong lời này, khuôn mặt gã lộ vẻ trầm ngâm, tựa hồ lo lắng cái gì. Các hạ còn chưa trả lời vấn đề của ta, hàn lập bẻ bẻ ngón tay, nhắc nhở. Đao này tên là thiên hồ hóa huyết đao, người bị đao này chém giết thì linh hồn đều bị giam cầm vĩnh viễn trong đó không thể luân hồi được từ xưa đến nay vong hồn chết dưới đao này rất nhiều cho nên bên trong nó ẩn chứa sát khí oán niệm tự nhiên đạt tới mức độ thập phần kinh người ngươi vừa mới lĩnh giáo rồi cũng không cần ta nhiều lời nữa thạch khinh hậu hoàn hồn lại mở miệng giải thích thiên hồ hóa huyết đao xem ra cũng là một kiện bảo vật hiếm có hàn lập thì thào tự nói một tiếng trong lòng nghi hoặc càng nhiều nhưng hiện tại lại đến phiên thạch khinh hậu hỏi tiểu bối nhân tộc nếu ngươi không phải người âm thừa toàn thân thể lại mang thời gian pháp tắc chi lực ta và ngươi làm giao dịch nhé như thế nào thạch khinh hậu không hỏi tiếp hàn lập mà chuyển chủ đề giao dịch giao dịch gì hai mắt hàn lập nhíu lại trong lòng âm thầm cảnh giác mở miệng hỏi lại yên tâm đi thạch mỗ cũng không có ác ý với ngươi giao dịch này đối với ngươi và ta đều có lợi thạch khinh hậu cười cười sau đó vung tay lên một cỗ bạch quang từ lòng bàn tay gã bay ra chợt lóe lên nhập vào thiên hồ hóa huyết đao đang cắm trên mặt đất mặt đất lập tức dựng lên ông ông rất nhanh lấy thiên hồ hóa huyết đao làm trung tâm mặt đất chung quanh vài chục trượng chậm rãi dâng lên cao nửa thước hình thành một bãi đá hình tròn bùn đất trên thạch thai rất nhanh bị đánh bay lộ ra thạch bàn màu xám mặt trên khắc từng đạo văn tối đen kéo dài đến cả bãi đá hợp thành một đại trận phức tạp từng đạo hoa quang đen như mực từ trong đại trận nổi lên khuếch tán ra chung quanh phát ra trận trận tiếng khóc thê lương làm cho người nghe thấy phải kinh hãi. Thiên hồ hóa huyết đao cắm ở trung tâm đại trận màu đen, bị cả tầng tầng đại trận màu đen bao phủ, tựa hồ như bị giam cầm. Đây là, Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vừa mới dùng thần thức tra xét qua hoàn cảnh chung quanh, vậy mà lại không phát hiện ra có một đại trận ngầm dưới mặt đất. Đại trận này cùng pháp trận tiên giới hoàn toàn khác nhau, là cấm chế đặc thù của hôi giới, thời gian qua Hàn Lập cũng đọc được một ít điển tịch về pháp trận hôi giới, bất quá cũng chỉ biết một ít gia lông mà thôi, hoàn toàn xem mà không hiểu pháp trận màu đen trước mắt này tuy rằng hắn xem mà không hiểu nhưng cũng có thể cảm nhận được pháp trận màu đen này thâm thúy huyền ảo bên trong có từng đạo cấm chế đan vào nhau tầng tầng biến ảo vô cùng giống như sao trời cuồn cuộn tuyệt không thua cấm chế mà hắn đã làm ra trước kia đây là một đại trận phong ấn người tới từ chân tiên giới có thể xem mà không hiểu thiên hồ hóa huyết đao là bị người phong ấn không sai giam cầm cùng với ta vĩnh viễn không thể rời đi yêu cầu của ta rất đơn giản chính là nhờ ngươi rút thiên hồ hóa huyết đao từ chỗ phong ấn này ra. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi ra sức mà không được lợi, chỉ cần ngươi có thể mang ta rời khỏi nơi này, thạch ngỗ có thể giúp ngươi sử dụng thiên hồ hóa huyết đao, ở bên cạnh trợ giúp ngươi 10 vạn năm. Thạch khinh hậu buông cánh tay, nhìn hàn lập trịnh trọng nói. Rút thiên hồ hóa huyết đao ra, các hạ coi trọng tại hạ rồi, tuy rằng ta có chút thần thông, bất quá cấm chế đại trận màu đen này cường đại vô cùng, ta tự nhận còn không có năng lực để phá giải nó. Hàn Lập nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên, sau đó rất nhanh lại lắc lắc đầu nói. Chỉ dựa vào một mình ngươi tự nhiên không thể, ta bị thiên hồ hóa huyết đao giam ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, thông qua đao này không ngừng thẩm thấu vào cấm chế thiên đạo này, đã luyện hóa nó không ít, có thể giúp ngươi tiêu giảm hơn phân nửa lực cấm chế. Thạch khinh hậu cười nói, nói như vậy, hẳn là bớt phải lo lắng, bất quá muốn rút đao này ra, hẳn là còn có chướng ngại khác, nếu không ngươi hẳn là sớm thoát ra rồi. Hàn Lập nghe vậy sờ sờ cầm, hình như có điều chưa hiểu nói. Đây là đương nhiên, tuy rằng ta có thể tiêu giảm hơn phân nửa lực cấm chế, nhưng muốn rút thiên hồ hóa huyết đao ra, ít nhất cũng cần thực lực trình độ thái ất cảnh, hơn nữa ta toàn lực ra tay ngăn chặn đại trận, sẽ không thể bận tâm đến thiên hồ hóa huyết đao, một khi ngươi chạm đến đao này, nhất định sẽ bị vô số oán niệm trong thân đao phản phệ, chỉ có tam đại trí tôn pháp tác mới có thể ngăn cản được, tiểu bối nhân tộc ngươi lại sở hữu thời gian pháp tắc, nếu không ta cũng sẽ không hợp tác cùng ngươi thạch kinh hậu gật gật đầu nói thêm hàn lập nghe vậy thu hồi nét tươi cười trên mặt cúi đầu im lặng không nói không biết đang suy nghĩ cái gì tiểu bối nhân tộc đề nghị này ngươi cảm thấy thế nào thạch kinh hậu đợi một hồi thấy hàn lập vẫn không mở miệng chịu không được liền hỏi như lời các hạ nói việc này đúng là việc tốt cả hai bên đều có lợi bất quá thật xin lỗi chuyện này các hạ tìm người khác hỗ trợ đi hàn lập ngẩng đầu lắc lắc đầu nói thạch kinh hậu nghe vậy hai hàng lông mày nhất thời nhíu lại, vẻ mặt cũng trầm xuống. Hàn lập xem như không nhìn thấy, làm bộ liền muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, người cũng đã biết huy lực thiên hồ hóa huyết đao này như thế nào. Có đao này trong tay, thực lực của người ít nhất có thể tăng lên gấp bội. Ta xem người chỉ có tu vi kim tiên đỉnh phong, bất quá chỉ cần có ta tương trợ, người quét ngang thái ất cảnh cũng không vấn đề, như vậy ngươi lại muốn buông bỏ. Thạch khinh hậu chậm rãi nói, tuy uy lực thiên hồ hóa huyết đao cường đại, nhưng vật ấy nằm trong tay các hạ, đâu phải là vật không chủ, hơn nữa ta làm sao biết hết thảy những điều ngươi nói là sự thật, lệ mỗ mới đến hôi giới, làm việc vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn Hàn Lập cũng không động tâm nói. Nguyên lai like người vẫn ôm hoài nghi với ta, bất quá đây cũng là chuyện bình thường, nói đi, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta. Thạch Khinh Hậu nghe xong lời này, sắc mặt lại trở nên thoải mái, thản nhiên nói. Ngươi muốn ta tin tưởng thành ý của ngươi, trước phải đáp ứng ta hai điều kiện. Hàn Lập hơi trầm ngâm, mở miệng nói: "Cứ nói đừng ngại, sắc mặt Thạch Khinh Hậu không thay đổi nói: "Đầu tiên, ta phải biết thân phận của ngươi, các hạ hẳn không phải là Đao Linh Thiên Hồ hóa huyết đao này, còn có âm thừa toàn trong lời ngươi vừa nói đó là người phương nào, hai người các ngươi có ân oán gì?" Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt Thạch Khinh Hậu, chậm rãi nói: "Ngươi muốn biết những chuyện này để làm gì?" Thạch Khinh Hậu nghe vậy, vẻ mặt vốn bình tĩnh liền thay đổi, nhíu mày hỏi: "Chúng ta người sáng không nói chuyện vòng vo." ta có thể mang ngươi rời khỏi đây, nhưng phải biết rồi sẽ gặp phiền toái gì, nếu ngươi không nói rõ chuyện này, ta sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi. Ngữ khí hàn lập bình tĩnh nói, thạch khinh hậu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, im lặng một lát mới chậm rãi nói, được rồi, ngươi đã khăng khăng muốn biết, ta liền nói cho ngươi cũng không sao, bất quá biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rửa tay lắng nghe, hàn lập mỉm cười, chương 714, rút đao. Như thế nào cảm giác tiểu tử ngươi đang có âm mưu? Mà thôi, ta nói, ta quả thật không phải là khí linh của Thiên Hồ Hóa Huyết đao, cũng giống như vô số tàn hồn của đao này, ta cũng bị Thiên Hồ Hóa Huyết đao chém giết, tinh thần bị trói buộc trong thân đao này, chỉ là tu vi của ta không thấp, tinh thần không bị vô số oán khí bên trong thân đao đồng hóa, ngược lại hiểu thấu đáo một ít huyền bí của đao này, nên vẫn còn tồn tại, biến thành cái dạng này." Thạch Khinh Hậu vốn trừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, chợt ngữ khí hơi phức tạp nói: "Ồ, vậy trước khi ngươi bị chém giết thì có thân phận gì?" tu vi ra sao, trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh dị, hỏi. Lấy luyện thần thuật tầng thứ năm của hắn, tinh thần lực cũng không yếu hơn so với đám thái ất cảnh hậu kỳ tô lưu, bích xà tiên tử. Nhưng mặc dù là hắn, cũng vô pháp ngăn cản vô tận oán khí trong thiên hồ hóa huyết đao này, nhưng thạch kinh hậu chẳng những làm được, còn nắm được thiên hồ hóa huyết đao trong tay, việc này đích xác khiến người ta suy nghĩ. Tiểu bối, chưa có lòng tham không đấy, chẳng lẽ người muốn ta nói ra lai lịch xuất thân, quá trình phát triển, công pháp tu luyện, tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho ngươi biết. Ta có điểm cầu ngươi, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Trên mặt thạch khinh hậu chợt lóe lên vẻ giận dữ, quát lạnh. Tiền bối chớ trách, là ta lỡ lời. Ngươi chỉ cần trả lời ba vấn đề của ta lúc trước là được. Hàn lập thấy vậy, vội vàng chắp tay xin lỗi. Cũng là do tính cách hắn, theo bản năng suy nghĩ lý giải nhiều hơn về đối phương, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không phải đèn cạn dầu. Thạch khinh hậu hừ lạnh một tiếng, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, trước khi ta bị chém giết là vực chủ một vực ở hôi giới, mà người chém giết ta đúng là âm thừa toàn, là vực chủ cửu u vực. Sau khi nói xong gã liền nhắm hai mắt lại, bộ dạng hoàn toàn không muốn mở miệng nữa. Hàn lập nghe ba câu trả lời trên, vẻ mặt cả biến, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Tốt, điều kiện đầu tiên xem như đạt được, ta còn có điều kiện thứ hai là muốn thiết lập một cấm chế trong cơ thể ngươi, dùng để kiềm chế. Sau một lúc lâu, hàn lập mới mở miệng nói thạch kinh hậu mở to mắt nhìn hàn lập một cái hàn lập thản nhiên đối mặt với gã có thể thạch kinh hậu vậy mà lại sảng khoái một lời đáp ứng ngay cả hàn lập muốn thiết hạ cấm chế gì cũng không hỏi đắc tội trong mắt hàn lập hiện lên một tia kinh ngạc lập tức khôi phục bình tĩnh chắp tay với đối phương rồi tiến tới trước vài bước hư ảnh thân thể thạch kinh hậu cũng thoát ly thiên hồ hóa huyết đao đáp xuống bên cạnh hàn lập trong miệng hàn lập lẩm bẩm lập tức cắn mạnh đầu lưỡi mình một cái phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời hai tay bấm niệm nhanh thần chú. Tinh huyết lập tức giống như vật bé nhỏ bình thường nổi lên sóng gió, rất nhanh hóa thành vô số huyết sắc phù văn vặn vẹo quỷ dị. Ngay ấn đường Hàn Lập liền chớp động tinh quang, mấy sợi tơ trong suốt bắn ra, cùng huyết sắc phù văn quỷ dị hòa làm một thể, sau đó đều sáp nhập vào ấn đường Thạch Khinh Hậu. Trong cơ thể Thạch Khinh Hậu chợt lóe lên huyết quang, bên ngoài thân hiện ra từng đạo văn lộ đỏ như máu, từ ấn đường khuếch tán ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn tới các nơi toàn thân bất quá huyết sắc phan lộ chấp động vài cái rất nhanh liền biến mất hết thảy khôi phục nguyên trạng giống như chưa từng phát sinh cái gì được rồi hàn lập buông tay xuống thản nhiên nói hắn vừa mới thiết hạ cấm chế là bí thuật đặc thù chuyên nhằm vào tinh thần có chút tương tự với cấm chế thiết lập trên người ma quang lúc trước chỉ là lần này hắn lấy tinh huyết bản thân làm vật dẫn cột bản thân vào đối phương ở mức độ nhất định kể từ đó đối phương nếu động tâm tư muốn ra hại hắn, hắn lập tức biết được, chính mình đồng dạng cũng không thể vô duyên vô cớ ra hại đối phương. Cấm chế này xem như công bằng, Hàn Lập làm như thế nguyên nhân là vì đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy. Hai điều kiện của ngươi, ta đã đáp ứng, giao dịch lúc trước xem như đạt được chứ. Thạch khinh hậu nhìn thật sâu Hàn Lập, sau đó mở miệng hỏi. Không sai, Hàn Lập không có trần chờ, gật đầu nói. Tốt, trên mặt thạch khinh hậu lộ ra vẻ tươi cười, thân hình nhoáng một cái, Hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong thiên hồ hóa huyết đao. Trên thiên hồ hóa huyết đao đột nhiên sáng ngời bạch quang, một trận âm thanh suy suy vang lên, từng đạo bạch quang từ thân đao dựng đứng lên, sau đó bay về hai bên tả hữu. Đạo thiên đạo cấm chế chung quanh hắc đao tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, cũng sáng lên mãnh liệt, một đám mây màu tím đen tuôn ra cuồn cuộn, nghênh đón đạo bạch quang kia. Hai đạo nhất thời va chạm kịch liệt với nhau, quang mang hai màu hắc bạch chợt hiện, từng đợt phong lôi nổ đùng liên miên, nhất thời bất phân thắng bại. Vào thời khắc này, một trận câu thần chú nỉ non từ trong thân đao truyền ra, thiên hồ hóa huyết đao dung mạnh lên, một cỗ chất lỏng bạch quang từ giữa trào ra, như một mảnh dài hẹp đâm tua tủa, từ thân đao dung nhập vào trong bãi đá phía dưới. Trận văn màu đen trên thạch thai lập tức nhanh chóng bị nhiễm bạch quang, đại thần cấm hắc thiên đạo tản mát ra hắc quang liền nhanh chóng ảm đạp, màu đen sáng mờ cũng trở nên loãng đi, nhất thời bị bạch quang hết sức nhỏ xuyên thủng, sau đó giống như tuyết gặp mùa xuân nhanh chóng phiêu tán biến mất. Hào quang cấm chế màu đen nhất thời suy giảm ra hai bên, rất nhanh hiện ra một thông đạo rộng cỡ một người đi, từ Thiên Hồ Hóa Huyết đao kéo dài ra ngoài bãi đá. Bất quá bạch quang trên Thiên Hồ Hóa Huyết đao dùng để phá cấm trở nên cực kỳ loãng, trên thân đao ngược lại tuôn ra từng trận xương mù tối đen, phát ra tiếng quỷ khóc kêu gào thảm thiết. Nhanh, rút Hóa Huyết đao ra, ta không thể kềm chế đạo thần cấm hắc thiên đạo quá lâu. Âm thanh thạch khinh hậu truyền đến dồn dập, giờ phút này toàn thân Hàn Lập bao phủ trong kim quang chói mắt kim quang này quấn quanh toàn thân hắn như thực chất, mơ hồ hình thành một bộ áo giáp kim sắc. Tới tình trạng này rồi, hắn cũng không có trần chờ, nghe thạch khinh hậu hô, thân hình lập tức hóa thành một đạo kim quang, bay vụt qua thông đạo trên thạch thai, chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh thiên hồ hóa huyết đao, năm ngón tay co lại nắm chuôi đao. Âm một tiếng, hắc quang trên thiên hồ hóa huyết đao đột nhiên đại thịnh, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một quầng sáng màu đen nồng đậm. Lập tức cánh tay phải và nửa thân hàn lập bị quầng sáng màu đen nuốt hết, một cỗ lực tà ác vô cùng cường đài theo cánh tay hắn đột nhiên truyền đến trong đầu hắn. Bất quá toàn thân hắn đều bị thời gian pháp tác lực bao phủ, cỗ oán lực tà ác này vừa tiến vào thân thể hắn lập tức bị áp chế mạnh, tuy còn có thể tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ đã chỉ hoãn gấp bội. Tuy cỗ oán lực tà ác này không có xâm nhập vào trong óc, bất quá cỗ oán lực này thật sự quá cường đại, lúc này trong đầu Hàn Lập đang là một trận thiên địa dung chuyển, giống như đồ vật gì đó quay cuồng kịch liệt. Hắn cố nén tình cảnh không rõ trong đầu, tiên linh lực trong cơ thể đều vận khởi, toàn thân lóe lên kim quang giống như hỏa diễm cháy lên, cánh tay ra sức nhấc chuôi đao lên. Một cỗ cự lực từ cánh tay hắn phát ra, dư ba liền khiến cho hư không phụ cận nổi lên đạo đạo gợn sóng. Ầm vang, cả bãi đá run lên mãnh liệt, đạo thần cấm đại hắc thiên đạo tản mát ra hắc quang cũng chợt dao động theo. Thiên hồ hóa huyết đao cùng bãi đá liên tiếp run rẩy ông ông, nhưng vẫn chưa bị rút ra. Hàn lập thấy cảnh này, lập tức một tay bấm niệm thần chú, trên người chợt nở rộ các loại hào quang, Trân long, thiên phượng, Cự viên. Vài loại hư ảnh pháp tướng liên tiếp thoáng hiện ra, những pháp tướng này quay chung quanh thân hắn một cái, sau đó đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một tiếng nổ vang lên, quang mang tử kim trên thân hàn lập đại thịch, thân hình trướng lớn lên, hóa thành nhất bản thánh thể tử kim ma thần. Một cỗ khí tức khổng lồ trên người hắn bùng nổ, so với vừa rồi còn cường đại hơn nhiều, dẫn đến cả thủy đàm đều chớp lên không thôi. Uống, hai mắt tử kim ma thần mở trừng trừng, trong miệng quát khẽ một tiếng, cánh tay tử kim thô to đột nhiên dùng sức nhấc lên. Một tiếng nứt toác nổ vang, ngay chỗ thiên hồ hóa huyết đao và bãi đá liên tiếp nổ khai, phá toái ra một cái động lớn. Tử kim ma thần cầm lấy thiên hồ hóa huyết đao bay ngược ra sau, trùng điệp nện trên vách đá thủy đàm. Thiên hồ hóa huyết đao bị rút ra, cấm chế hắc quang trên mặt thạch thai cấm chế nhất thời trở nên ảm đạm, chấp động vài cái rồi biến mất vô tung. Mặt đất bãi đá cũng hiện ra từng vết rạn, nhanh chóng khuếch trương ra, trong nháy mắt đều vỡ vụn, hóa thành một đống đá vụn một đoàn bạch quang từ trên thạch thai bay ra, chợt lóe lên bay trở về trong thiên hồ hóa huyết đao. Trên thân đao nhất thời nổi lên từng đạo bạch quang, rất nhanh áp chế hắc quang trên thiên hồ hóa huyết đao xuống. Ha ha, nhiều vạn năm bị giam cầm tại chỗ chết tiệt này, rốt cuộc ta cũng thoát ra. Thân ảnh thạch khinh hậu từ trong bạch quang hiện lên, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười như điên. Âm thừa toàn, người sử dụng âm mưu quỷ kế, hại ta đến tình trạng này, thù hận này, thạch khinh hậu ta tuyệt không quên, Tất nhiên sẽ tìm ngươi đòi lại. Sắc mặt Thạch Khinh Hậu dữ tợn, nhìn không trung gào lên một tiếng giận dữ. Trên người Tử Kim Ma thần lóe lên hào quang, hình thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục tướng mạo Hàn Lập vốn có, lẳng lặng nhìn Thạch Khinh Hậu, không có quấy giày A, à, Thạch Khinh Hậu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, trong tiếng gào bao gồm áp bức cùng phẫn nộ bao năm tháng qua. Tiếng gào đi qua, gã thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thật xin lỗi bị đè nén lâu năm, lần này thoát vây, trong lòng có chút kích động, khiến ngươi chê cười rồi. Thạch khinh hậu nhìn về phía Hàn Lập, ngại ngùng cười nói. Không dám, tại hạ có thể hiểu loại tâm tình này. Hàn Lập xua tay nói, đao này đã rút ra, chúng ta cũng nên mau ly khai nơi này, vừa rồi động tĩnh khá lớn, nếu để người phát hiện thì không tốt. Thạch khinh hậu thở vào một cái, nói, ta cũng có ý đó. Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu nói. Hắn lập tức nhìn thiên hồ hóa huyết đao trong tay, tuy thạch khinh hậu đã áp chế sát khí oán lực đao này nhưng vẫn đang tán phát ra trận trận khí tức cường đại tâm niệm hàn lập chuyển động suy nghĩ làm cách nào trấn áp khí tức đao này xuống lệ tiểu tử tinh thạch màu đen này chính là lang hoàn hắc ngọc có thể che giấu sát khí oán lực cực kỳ hữu hiệu người dùng lang hoàn hắc ngọc này luyện chế một cái vỏ đao liền che giấu hơn phân nửa khí tức thiên hồ hóa huyết đao này thạch khinh hậu tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong đầu hàn lập nhắc nhở chương 715, trăm đao nhập vỏ Làng hoàn hát ngọc, tâm niệm hàn lập vừa động, rời ánh mắt nhìn về hướng đống tinh thạch màu đen bị mình phá ra khi nãy. Trước đây hắn từng xem thấy tên này trong một cuốn điển tịch ở hôi giới, là một loại quặng cực kỳ chân quý ở hôi giới, vật ấy có công hiệu như lời thạch khinh hậu nói, có thể che chắn khí tức thuộc tính âm sát. Chỉ là trên quyển sách kia không có vẽ hoặc miêu tả bộ dáng vật này, cho nên lúc trước hắn không nhận ra. Ý niệm hàn lập lóe lên, lúc này vung tay lên ngăn cách thủy đàm chung quanh ra, đồng thời phát ra một cỗ thanh quang, cuốn đống tinh thạch màu đen tới. Hắn há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh, đang tính bao trùm nung đốt tinh thạch màu đen này. Giờ phút này tinh viêm hỏa điều còn đang ngủ say, hắn chỉ có thể vận dụng chính anh hỏa của mình mà thôi. Chờ một chút, bên trong chân hỏa của ngươi ẩn chứa tiên linh lực, nếu luyện trực tiếp sẽ gây tổn thương không nhỏ lang hoàn hắc ngọc. Thạch khinh hậu thấy vậy, vội đưa tay ngăn lại, sau đó bấm tay một cái. Sát khí phụ cận lập tức nổi lên sóng gió, cuốn tới hỏa diễm màu xanh rồi sáp nhập vào trong đó. Nguyên bản hỏa diễm màu xanh sáng ngời, rất nhanh màu sắc trở nên ảm đạm, hơn nữa từ giữa nổi lên từng đợt hôi quang nhẹ nhẹ. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát khí tiến vào anh hỏa màu xanh, vậy mà song phương không có xung đột chút nào, hoàn mỹ dung hợp với nhau, thủ đoạn thao tác bực này hắn tự thấy vẫn không làm được. Hàn Lập liếc nhìn Thạch Khinh Hậu một cái, sau đó niệm thần chú. Hỏa diễm màu xanh xám nhất thời bao trùm lang hoàn hắc ngọc này, hung hăng thiêu đốt chúng, phát ra tiếng tê tê. Thời gian trôi qua từng chút, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, lang hoàn hắc ngọc rốt cuộc bị hòa tan ra, dần dần biến thành một đoàn chất lỏng màu đen. Hai tay hàn lập khép động, chất lỏng màu đen chậm rãi kéo dài ra, biến thành bộ dạng vỏ đao tối đen, lớn sắp xỉ thiên hồ hóa huyết đao. Lúc này thạch khinh hậu lại điểm tay ra, sát khí phụ cận lập tức hội tụ đến, hóa thành từng đạo quang tia màu xám, sáp nhập vào trong vỏ đao. Mặt ngoài vỏ đao tối đen nhất thời hiện ra từng đạo lộ văn, còn có rất nhiều phù văn đồ án. Xem qua, một cái vỏ đao đã được luyện chế thành. Hàn lập bấm niệm thần chú dẫn nó, vỏ đao màu đen bay vụt đến, sát một tiếng chụp vào trong thiên hồ hóa huyết đao. Thân đao tản mát ra âm sát oán khí cuồn cuộn lập tức giảm đi, yếu hơn đến 7-8 phần. Như vậy thì ổn thỏa hơn, đa tạ thạch đạo hữu chỉ điểm. Hàn lập nhìn vỏ trường đao trong tay, cảm ơn một tiếng. Hắc hắc, một ít việc nhỏ thôi, không cần phải cảm ơn. Ta vừa mới kềm chế đại trận, tiêu hao rất lớn, cần nghỉ ngơi điều dưỡng một lát, nếu có việc cần ta ra tay, lại thông qua tâm thần liên hệ ta. Thạch khinh hậu thản nhiên nói một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong thiên hồ hóa huyết đao. Hàn lập cũng không để ý sự lãnh đạm của thạch khinh hậu, đối phương như vậy ngược lại làm cho trong lòng hắn an tâm hơn vài phần. Đang cân nhắc, tay áo hắn run lên, bảy tám chương phù lục hắc bạch bắn ra trong miệng hắn lẩm bẩm mười ngón tay bấm niệm thần chú như đạn từng đạo pháp quyết từ trong tay bay ra tiến nhập vào trên tấm phù lục kia phù lục lập tức hóa thành từng đạo hắc bạch sáng mờ bao thiên hồ hóa huyết đao lại hình thành một cái quang kén hai màu hắc bạch đan xen nhau thiên hồ hóa huyết đao bị giam cầm như thế sát khí oán lực tản mát ra càng giảm cơ hồ cảm ứng không được hàn lập thấy tình hình này lúc này mới gật gật đầu tay áo vung lên một cỗ ánh sáng màu xanh minh mông hơi mở bay ra thu quang kén hắc bạch vào. Xử lý tốt thiên hồ hóa huyết đao, thân hình hắn bay tới phía trước, rất nhanh bay ra thủy đàm. Ở dưới mặt nước trì hoãn hồi lâu, giờ phút này sắc trời đã sáng. Hàn lập nhắm mắt cảm ứng vị trí lâu thuyền, thân thể lập tức hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay về một hướng, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời xa. Ước chừng nửa ngày sau, Hàn lập truy đến vị trí lâu thuyền. Hắn lại thi triển ẩn nấp thuật, vô thanh vô tức lặng lẽ tiềm nhập lâu thuyền, trở lại gian phòng của mình hàn đạo hữu người đã trở lại giải đạo nhân khoanh chân ngồi ở chỗ này chứng kiến hàn lập xuất hiện lập tức đứng lên trong thời gian ta ra ngoài nơi này có gì dị thường không hàn lập gật gật đầu lại hỏi không có đúng rồi thạch xuyên không đã tới một lần thấy ngoài cửa có cấm chế liền thả một tấm truyền âm phù vào giải đạo nhân lấy ra một tấm truyền âm phù màu đen đưa tới hàn lập tiếp nhận truyền âm phù thần thức xem qua sau đó rất nhanh bóp nát tấm phù Thạch Xuyên không tìm hắn không có chuyện gì khác, chỉ là để hỏi Túc Sát Đan. Hiển nhiên hiện giờ tình cảnh gã có chút không ổn, ở trong hoàn cảnh đầy sát khí này ốc còn không mang nổi mình ốc, xem ra chính mình cần phải tiến hành nhanh hơn. Hắn lật tay lấy ra một tấm truyền âm phù màu trắng, nói nhỏ vài câu, sau đó bấm niệm thần chú vung lên. Truyền âm phù hóa thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng, nhập vào chỗ ở Thạch Xuyên không phụ cận. Giải đạo hữu, ta cần bế quan một đoạn thời gian vẫn phải phiền ngươi tiếp tục canh ở chỗ này một thời gian nữa hàn lập làm xong nói với giải đạo nhân một tiếng phất tay mở ra quang môn hoa chi không thành vấn đề giải đạo nhân gật đầu đáp ứng vừa dứt lời thân hình hàn lập nhoáng một cái bay vào không gian hoa chi hắn vào trong lầu các ngồi xuống nhắm mắt điều tức một chút chuẩn bị trước điều chỉnh thể xác và tinh thần pháp lực đến trạng thái tốt nhất rồi mới bắt đầu luyện chế túc sát đan kia ước chừng hơn một canh giờ sau hắn mở to mắt ra ở trong đầu hồi tưởng cẩn thận lại quá trình luyện chế túc sát đan lần trước sau đó phất ống tay áo lên một chiếc đan lô màu bạc hiện ra rơi trước người hắn hàn lập há miệng phun ra một đạo anh hỏa màu xanh biếc bao trùm đan lô tuy anh hỏa của hắn yếu hơn so với hỏa diễm tinh viêm đồng tử nhưng luyện chế túc sát đan vẫn dư giả linh văn trên đan lô màu bạc rất nhanh đều sáng lên cả đan lô dần dần hóa thành màu đỏ đậm tản mát ra một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng giờ phút này hàn lập bấm niệm thần chú vung lên phát ra một đoàn thanh quang bao trùm một gốc linh thảo xanh biếc đưa vào trong đan lô. Linh thảo rất nhanh bị hòa tan, hóa thành một đoàn linh dịch màu xanh nhạt. Hắn lại phất tay nắm lấy một đống tài liệu, đưa vào trong đan lô. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua mấy năm. Bên trong lầu các, hai tay Hàn Lập bấm niệm thần chú, đan lô màu bạc trước người vẫn được lục diễm quay cuồng bao phủ chung quanh. Nóc đan lô run rẩy không thôi, phát ra tiếng khanh khanh thanh. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm đan lô sau một lát bỗng nhiên nâng tay vỗ, một cỗ thanh quang nhập vào trong đan lô. Hỏa diễm xanh biếc chung quanh đan lô chợt lóe lên biến mất, nắp lô bỗng nhiên bắn lên, rơi trên mặt đất. Một cỗ dược hương chua cay phát ra, bên trong đan lô nằm năm miếng túc sát đan to bằng hạt long nhãn. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên tia mỉm cười, phất tay phát ra một cỗ lục quang cuốn năm miếng đan dược này ra, bỏ vào trong một bình ngọc màu đen, tay kia vung lên thu đan lô màu bạc lại. Thời gian qua hắn luyện chế ra tổng cộng gần 20 viên túc sát đan, kết quả trong tay huyền chỉ tinh thạch cùng khổ lạc hoa vẫn còn, nhưng tài liệu phụ trợ khác lại dùng hết, loại tình hình lẫn lộn đầu đuôi này làm cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá chừng này cũng đủ cho hắn dùng một thời gian. Hàn lập nhìn vào những viên đan trong bình ngọc màu đen do hắn làm, ánh mắt hơi chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, thân hình hắn vừa động liền biến mất, xuất hiện trong phòng lâu thuyền. Giải đạo nhân đang ngồi khoanh chân một bên, nhìn thấy Hàn Lập xuất hiện, mở to mắt, đứng thẳng lên. Giải đạo hữu mấy năm nay người vẫn đợi ở bên ngoài, thân thể chắc cũng bị sát khí ảnh hưởng chứ. Hàn Lập nhìn trên dưới đánh giá giải đạo nhân, bỗng nhiên hỏi. Ta và các người bất đồng, thân thể chính là khôi lỗi chi khu do linh vật luyện chế thành, không bị ngoại lực ăn mòn, hơn nữa trong cơ thể ta lại ẩn chứa lôi điện lực, sát khí nơi này không ảnh hưởng đến ta. Ngữ khí giải đạo nhân bình tĩnh nói, vậy là tốt rồi, trong thời gian ta bế quan có ai đến tìm ta không? Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, lập tức hỏi. Giải đạo nhân không nói gì, phất tay lấy ra bốn năm tấm truyền âm phù, đưa tới. Hàn Lập tiếp nhận truyền âm phù, thần thức xem qua, lắc lắc đầu. Mấy tấm truyền âm phù này cơ hồ tất cả đều là thạch xuyên không phát ra, có lẽ do có vị hư hợp tộc nhân là ma quang ở nên miêu tú cùng tộc nhân không có tới bái phóng mình. Ngoài ra ma quang cũng để lại một tấm truyền âm phù, lời nói có chút khó hiểu hỏi sau này nên làm như thế nào. Hàn Lập đi ra hướng bên ngoài, đồng thời bấm niệm thần chú một chút, cấm chế phòng mở ra hai bên, lộ ra một thông đạo. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, lật tay lấy ra một tấm truyền âm phù, nói nhỏ hai câu, sau đó vung tay lên. Truyền âm phù hóa thành một đạo hắc quang bay tới phía trước, chợt lóe rồi tiến nhập vào phòng ma quang biến mất. Sau đó hắn chậm rãi đi đến gian phòng thạch xuyên không, bấm niệm thần chú một chút, đánh ra một đạo bạch quang tiến nhập vào trong cấm chế màu đen ngoài cửa cấm chế trên cửa phòng rất nhanh chấp động như gợn nước, sau đó biến mất, kết một tiếng đại môn mở ra. Lệ đạo Hữu người đã xuất quan, mau mời vào. Thanh âm thạch xuyên không hơi khàn khàn từ bên trong truyền ra. Đuôi lông mày hàn lập nhíu lại, đẩy cửa đi vào. Đại môn tự động đóng lại, tầng cấm chế hắc quang kia trong nháy mắt lại tràn ngập khép lại. Bên trong gian phòng có chút hôn ám, giờ phút này thạch xuyên không ngồi ở chỗ sâu trong góc tường, đỉnh đầu gã trôi nổi một cây tỳ bà màu bạc, đúng là bí bảo không gian lấy được trong di tích chân môn môn. Bên cạnh tỳ bà màu bạc này còn trôi nổi một cờ lệnh màu bạc, mặt trên có đầy đồ án tinh thần màu bạc, chính là kiện tiên khí không gian mà gã và hàn lập lấy được ở cấm chế cửa vào chân môn môn. Từng trận ngân quang từ hai kiện tiên khí không gian tán phát ra, hình thành một màn hào quang hình cầu màu bạc, bao thân thể thạch xuyên không vào trong đó. Không chung giữa thân thể thạch xuyên không còn trôi nổi một cây trận kỳ màu bạc, trên mặt đất lại khác vô số trận văn màu bạc, hình thành một tòa đại trận phức tạp. Bên ngoài màn sáng hình cầu màu bạc lại mở ra một quầng sáng cấm chế màu bạc lớn hơn nữa. Thạch Xuyên không ngồi ở trung tâm trùng điệp cấm chế, thoạt nhìn thần sắc cực kém, tóc tai rối mù, hai mắt chấp động hào quang màu đỏ nhẹ nhẹ, sát khí trên người quay cuồng, tựa như một kẻ sắp phát điên. Thạch Đạo Hiếu, người như thế nào? Hàn Lập nhìn thấy bộ dáng Thạch Xuyên không lúc này, cảm thấy nao nao. Không ngại, bất quá là bị sát khí gợi sát suy trong cơ thể mà thôi, ta cũng không nghĩ tới sát khí hồi giới lại lợi hại như thế, ta tìm mọi cách phong ấn, vẫn không thể ngăn hoàn toàn sát khí xâm nhập. Thạch Xuyên không cười khổ một tiếng, nói, chương 716, sơ nhập hắc sỉ vực, Thạch Đạo Hữu cũng độ sát suy chi kiếp sao. Hàn Lập nghe vậy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, kỳ thật mấy trăm năm trước đã bắt đầu rồi, nhưng bị ta dùng bí thuật áp chế xuống, không ngờ lại nổi lên lúc này. Lệ Đạo Hữu người đã luyện chế ra túc sát đan rồi sao? Ánh mắt Thạch Xuyên không nhìn Hàn Lập, suốt ruột hỏi. Hàn Lập không nói gì, vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một viên đan dược màu đen, mặt ngoài còn ẩn ẩn lượn lờ từng tia hắc khí. Hai mắt thạch xuyên không sáng lên, bất ngờ đứng dậy, chợt chung quanh cấm chế sáng lên, từ trong đó bay ra một đạo ánh sáng màu bạc, rồi hóa thành một bàn tay màu bạc thật lớn cầm viên đan dược màu đen kia. Hàn lập cũng không ngăn cảm, mặc cho bàn tay màu bạc kia nắm lấy viên túc sát đan. Đại thủ đang muốn thu trở về, chợt rừng giữa không chung. Lệ đạo hiếu, thạch mỗ nên dùng vật gì để đổi viên túc sát đan này đây? thạch xuyên không với một thân sát khí tựa như tâm tình bị kích động đến cả cánh tay cũng hơi run run tuy vậy y cũng nhìn hàn lập hỏi để qua chuyện này rồi hãng nói việc cấp bách trước mắt là ngươi hãy luyện hóa viên đan dược này để chặn sát khí trong người ngươi đã nếu không theo tình cảnh của ngươi lúc này một khi sát suy bộc phát sợ là mang đến phiền toái không nhỏ a à. hàn lập cười nhạt một tiếng nói ra tốt vậy thì tại hạ không khách khí nữa thạch xuyên không nói một tiếng cảm tạ rồi thu bàn tay lớn màu bạc về chui vào trong cấm chế màu bạc. Mặt ngoài tỳ bà màu bạc lấp lóe ánh sáng màu bạc, xoay chuyển một vòng. Hư không chung quanh thạch xuyên không cũng vì vậy mà bắt đầu vặn vẹo, từ đó tuôn ra từng vòng xoáy không gian, cùng cấm chế màu bạc kia tỏa sáng hào quang, bao phủ cả người thạch xuyên không vào bên trong. Hàn lập thấy vậy, lông mày nhíu lại, tuy vậy hắn cũng không rời đi, mà tìm một chỗ trong phòng khoanh chân ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm. Quang mang màu bạc đang quay cuồng chợt tiêu tán, trong nháy mắt đã biến mất vô hình. Còn cấm chế màu bạc bên trong đã biến mất chẳng biết từ lúc nào, hiện ra thân ảnh Thạch Xuyên không. Khí tức trên người y lúc này cũng đã bình phục, hồng mang trong mắt cũng không còn nữa, thoạt nhìn tựa như khôi phục hoàn toàn. Lệ đạo hiếu, đa tạ ngươi, nếu không nhờ túc sát đan của ngươi, chỉ sợ tại hạ đã chết trong hôi giới này. Thạch Xuyên không nhìn hàn lập, thì lễ một cái, nói tiếng cảm tạ. Ta và ngươi cùng chung cảnh ngộ ở dị vực này, hiển nhiên là phải hỗ trợ lẫn nhau a. À? Hàn Lập đứng lên, vừa cười vừa nói. Thạch Xuyên không nhìn Hàn Lập một chút, chợt suy nghĩ gì đó, liền lật tay lấy ra một hộp ngọc hình vuông, rồi mở nó ra, lộ ra bên trong một gốc linh thảo đen xì. Một cỗ mùi hương thoang thoảng kỳ dị từ trên linh thảo tỏa ra, truyền vào đầu làm hắn thanh tỉnh. Cái này là, Hàn Lập lập tức nhận ra linh thảo màu đen là vật gì, hai mắt sáng lên. Nếu như Thạch Mỗ không nhìn lầm, lệ đạo hữu người cũng tu luyện luyện thần thuật A, chắc hẳn cũng cần đến vạn hồn thảo này, nhiều năm trước ta mua được vật này, tính dùng nó để trao đổi viên túc sát đan kia." Thạch Xuyên không vừa nói vừa đưa hộp ngọc tới, đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa, vật này đúng là thứ ta cần." Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không thật sâu, rồi nhận lấy hộp ngọc, thu vào. Vạn hồn thảo này có thể giúp thần thức tăng cao, rất nhiều người có được nó đều trực tiếp dùng. Kỳ thật nếu luyện chế vật này thành vạn hồn đan, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều, Thạch Xuyên không nói tiếp. Vạn hồn đan, sắc mặt Hàn Lập ra vẻ kinh ngạc năm đó trong đấu giá hội ở tụ côn thành giám sát tiên sứ kia dùng nó như mồi nhử muốn dẫn dụ người tu luyện hồn thuật đang cần vạn hồn thảo để nâng cao thần thức ra mặc dù lúc trước hắn không có đắc thủ nhưng sau chuyện đó cũng từng điều tra tư liệu liên quan đến vạn hồn thảo và từ trong tư liệu đó có đề cập đến phương pháp sử dụng vạn hồn thảo đó là nuốt trực tiếp chứ không phải luyện chế thành đan dược vạn hồn đan là đan dược do một vị luyện đan đại sư ở ma vực ta nghiên cứu ra đan phương cách đây mấy trăm vạn năm trước mắt còn chưa lưu truyền khắp chân tiên giới cho nên lệ đạo hữu ngươi không biết cũng không có gì lạ. Thạch Xuyên không lấy ra một quả ngọc giản, đưa tới. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, lập tức nhận lấy ngọc giản. Thần thức hắn chui vào trong đó xem xét, rất nhanh liền thu trở về, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn sơ qua, tài liệu cần thiết trong đan phương vạn hồn thảo cũng không phức tạp, chỉ cần trở về chân tiên giới, liền dễ dàng luyện chế ra nó. Mà căn cứ trên đan phương kể lại, nếu luyện chế vạn hồn thảo thành vạn hồn đan, quả thật hiệu quả tăng lên không nhỏ, đối với hắn chuyện này hiển nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Lệ đạo hiếu, lần này ngươi luyện chế túc sát đan còn nhiều không, có thể bán cho ta mấy viên được không? Tuy trên người ta không có nhiều vạn hồn thảo, nhưng trong đợt đấu giá hội ở tụ côn thành lần trước, gốc vạn hồn thảo này được đấu giá lên tới 3.500 viên tiên nguyên thạch, ta nguyện ý lấy giá này để đổi lấy nó. Tài liệu trên người ta không đủ, cho nên lần này chỉ luyện chế được một nhóm nhỏ túc sát đan, lệ mẫu cũng cần vật này hộ thân bảo mệnh, cho nên chỉ có thể bán cho ngươi năm viên thôi. Hàn lập hơi trầm ngâm, rồi nói, năm viên thì năm viên vậy Thạch Xuyên không nghe vậy trong mắt lóe lên một tia thất vọng, sau đó vung tay lên. Mặt đất bên cạnh vang lên một tiếng rầm rầm, hiện ra một đống nhỏ tiên nguyên thạch. Thần thức Hàn lập liền đảo qua đống tiên nguyên thạch, rồi phất tay thu hồi, sau đó lấy ra một bình ngọc màu đen ném cho Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên không mở nắp bình ra, bên trong lại có tới sáu viên túc sát đan. Đan phương vạn hồn đan, Lệ mỗ sẽ không lấy không, vì vậy dùng một viên túc sát đan để bồi thường vậy. Hàn lập từ tốn nói ra, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, thạch xuyên không cười khà khà một tiếng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, bất giác đã khôi phục lại mấy phần kiêu ngạo tiêu sái trước đây. Hai người lại rãnh rỗi trò chuyện vài câu, Hàn lập liền cáo từ rời đi, quay về gian phòng của mình. Tuy trên người hắn có nhiều túc sát đan, nhưng cũng không dám nán lại ở bên ngoài lâu, mà lập tức tiến vào không gian hoa chi để tu luyện, giảm đi phần nào sát khí ăn mòn đồng hóa hắn. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy năm, rốt cuộc lâu thuyền khổng lồ cũng đã tới chủ thành Hắc Sỉ vực, Hắc Sỉ thành. Diện tích Hắc Sỉ thành không nhỏ, có thể so với thành trì cỡ chung của chân tiên giới. Cư dân trong thành tuy không ít, cửa hàng cũng rất nhiều, nhưng nếu so với thành trì của chân tiên giới thì xa xa không bằng. Lâu thuyền lượn quanh trên bầu trời, rồi hạ xuống trước cửa một phủ đệ thật lớn trong thành, đám người Hàn Lập theo thứ tự từ trên lâu thuyền đi xuống, Vốn Hàn Lập không muốn ra khỏi không gian Hoa Chi, nhưng thân phận ba người bọn hắn lúc này là khách khanh Tam Miêu tộc, cho nên phải bái kiến Hắc Sỉ Vực Chủ, không thể không hiện thân được. Bất quá ba người bọn hắn đều thu liếm khí tức, cũng không làm người khác chú ý. Lãnh chúa Tam Miêu, các người đã tới, Vực Chủ đại nhân đang chờ các người ở bên trong, còn các lãnh chúa khác cũng đã đến rồi. Một nam tử mặc áo bảo đen trên mặt có lân phiến từ trong phủ đệ bước nhanh ra, tiến tới đón tiếp. Ô, sao lại đến nhanh vậy? hãy đi trước dẫn đường đi nam tử mặc đen lên tiếng rồi đi trước dẫn đường mang theo mấy người đi vào phủ đệ rất mau đã đến đại điện đối diện đại điện là một bậc thang cao hơn mặt đất khoảng nửa trượng lúc này trên đó có một đại hán tóc đen dâu quai nón đang ngồi ngay ngắn ở đó khung xương người này thật lớn cao hơn hai người thường cộng lại trên người mặc một bộ kim bào màu đen bắp thịt trên người nổi cuồn cuộn làm cho quần áo trên người căng phồng lên cả thân thể to lớn và cường tráng làm cho người ta có cảm giác áp bách vô cùng Phía dưới hai bên đại điện, mỗi bên đặt bốn hàng ghế đá, lúc này ngoại trừ ghế đá hàng cuối bên tay trái còn trống ra, thì bảy cái ghế khác đều đã có người ngồi. Sau lưng bảy người này, mỗi người đều có bốn năm gã tùy tùng. Ngay khi đám người Hàn Lập bước vào điện liền thấy cảnh này. Thuộc Hạ Miêu Cốc, tham kiến vực chủ đại nhân, Miêu Cốc thi lễ một cái, trong miệng nói ra, Hàn Lập cùng năm người khác cũng khom người thi lễ một cái, rồi nói lời tham kiến. Đại hán mặc áo đen trên đài cao hơi gật đầu ánh mắt như điện khẽ quét qua ba người hàn lập, dừng lại trên người ma quang chốt lát, lộ vẻ nghi hoặc một chút, nhưng không có hỏi thăm. Lúc này, hàn lập cũng đang âm thầm dò xét đám người trong đại điện, tu vi của những người ở đây cao nhất chính là hắc sĩ vực chủ trên đài, đã đạt đến cảnh giới thái ất trung kỳ. Còn những lãnh chúa khác, đều là cảnh giới kim tiên. Thì ra là thế, hàn lập cúi đầu xuống, nhìn tình hình trước mắt, xem ra hắc sĩ vực chỉ là một tiểu vực trung đẳng yếu nhược trong hôi giới. Tổng thể thực lực cũng chỉ được như vậy, đối với lực lượng phân chia trong hôi giới, hắn cũng đã hiểu đại khái. Miêu cốc, làm sao lại trễ thế vậy, vực chủ đại nhân cùng chúng ta đã chờ ngươi nhiều ngày rồi. Ngồi trên ghế đá hàng thứ ba bên tay trái có một lão giả mập mạp đang nhíu mày, có chút bất mãn nói ra. Trước đó mấy ngày trong đại hội tháp mộc đạt của tam miêu lĩnh chúng ta bị Nhi thứ đả vực bất ngờ tập kích, cho nên ta tốn không ít thời gian mới dẹp xong chuyện này, vì vậy hôm nay mới đến trễ, mong vực chủ đại nhân cùng chư vị lãnh chúa thứ lỗi. Miêu Cốc không kiêu ngạo không tự ti nói ra, cái gì, lời nói Miêu Cốc như viên đá ném xuống sông tạo nên ngàn gợn sóng, làm sắc mặt của bảy vị lãnh chúa ở đây đều đại biến. Việc này ta đã biết, Miêu Cốc người đã đánh lui ni thứ đả vực, cử động lần này đã nâng cao uy phong hắc sĩ vực ta, sau này sẽ có ban thưởng cho ngươi, ngươi hãy ngồi xuống trước đã. Tựa hồ hắc sĩ vực chủ đã sớm biết việc này, từ tốn nói ra. Vâng, Miêu Cốc cảm tạ một tiếng, rồi đi đến ghế đá bỏ trống, ngồi xuống còn bọn người Hàn Lập thì bước theo đứng sau người Miêu Cốc. Vực chủ đại nhân, khoảng cách kỳ hạn tam vực hội minh đã gần tới, hiện lãnh chúa Miêu Cốc đã đến, chúng ta có lập tức xuất phát luôn hay không? Một lãnh chúa nam tử trung niên mặc bào đen khác nói ra. Việc này không vội, hành trình lần này ta sẽ an bài tốt, các người không cần phải lo lắng, còn về phần hội minh, ta có một số việc muốn bàn bạc với chư vị. Hắc sĩ vực chủ trầm giọng nói ra, xin nghe vực chủ đại nhân phân phó, tám vị lãnh chúa nghe vậy, liền ngồi ngay ngắn lại. Các ngươi hãy lui xuống trước đi, hắc sĩ vực chủ cũng không lập tức thương nghị, mà ánh mắt nhìn về đám người hàn lập đi theo sau các lãnh chúa, nói ra. Đám người đi cùng các lãnh chúa thấy vậy, rồi rít cáo lỗi một tiếng rồi lui ra ngoài. Vừa vặn hàn lập không có chút hứng thú với đại hội này, thế là theo ma quang cùng những người còn lại thối lui ra khỏi đại điện. Miêu cốc lãnh chúa, những người mà ngươi mang theo lần này, có ba người phát ra khí thức đặc biệt, Tựa hồ không phải là người Tam Miêu tộc các ngươi a, à sau khi đám người còn lại lui xuống, lão giả mập mạp kia mở miệng hỏi. Chương 717, đến Cửu U vực, Lục Hồng lãnh chúa mắt sáng như đuốc, Miêu Mỗ đang muốn bẩm báo vực chủ, ba người bọn họ xác thực không phải là người Tam Miêu tộc ta, mà là hư hợp tộc thiếu hạo vực, lần này đánh lui Ni Thứ Đả vực, ba người bọn họ cũng xuất ra đại lực, coi như là ân nhân Tam Miêu tộc ta. Bọn hắn muốn đi tu La thành xem Tam vực hội minh để mở mang kiến thức một chút, ta mới dẫn bọn hắn tới đây. Miêu Cốc nhìn lão giả mập mạp nói ra: "Thiếu Hạo vực hư hợp tộc, các lãnh chúa khác nghe vậy, nhao nhao giật mình, Miêu Cốc lãnh chúa, lần này hội minh quan hệ đến lợi ích hắc xỉ vực chúng ta, hơn nữa thế lực tu la tràn ngập khắp nội thành, mọi cử động đều có ý nghĩa trọng đại, người sao lại tùy ý mang người vực khác đến đây?" Lông mày lão giả mập mạp nhăn lên, có chút bất mãn nói ra: "Không sao, ta xem trên người bọn họ đều có lệnh bài khách khanh tam miêu tộc, xem như là người hắc xỉ vực chúng ta." ta thấy thực lực ba người này cũng không yếu, miêu cốc người không ngại sử dụng chút tâm tư, nếu có thể lôi kéo được bọn họ, cũng là chuyện tốt với hắc sĩ vực chúng ta. Sắc mặt miêu cốc trầm xuống, đang tính mở miệng thì hắc sĩ vực chủ đã mở miệng nói ra trước. Vâng, tuân lệnh vực chủ đại nhân, trên mặt miêu cốc hiện vẻ vui mừng, không người lĩnh mệnh. Tuy lão giả mập mạp còn có chút không cam lòng, nhưng hắc sĩ vực chủ đã mở miệng, lão cũng không tiện nói nữa. Sau khi đám người Hàn Lập rời khỏi đại điện, Miêu Tú nhắc nhở ba người chú ý một ít việc tại Hắc Sỉ Thành, sau đó mỗi người phân tán ra. Thạch Xuyên không cáo từ hai người Hàn Lập một tiếng, sau đó phóng tới phường thị nội thành, thoạt nhìn chắc là đi mua đồ. Ma Quang cũng không có đi dạo bốn phía, mà lập tức quay trở về lâu thuyền. Hàn Lập cảm thấy hứng thú với hết thảy hôi giới, dạo một vòng quanh Hắc Sỉ Thành, góp nhặt một ít tư liệu hôi giới, sau đó cũng quay trở về lâu thuyền, trốn vào trong không gian hoa chi. Lệ tiểu tử, hôi giới muốn cử hành Tam vực hội minh sao? Hàn Lập vừa mới ngồi xuống trong không gian hoa chi, thanh âm thạch khinh hậu liền vang lên trong đầu hắn. Không sai, ba đại vực tựa hồ muốn thương nghị trên đại hội, quyết định xem hồi giới có xâm lấn chân tiên giới hay không. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, lập tức nói ra. a, à, đại hội này quả nhiên thú vị, bất quá ngươi là tu sĩ chân tiên giới, làm sao lại tham dự việc này, chẳng lẽ muốn đến dò hỏi tình báo. Thạch khinh hậu mỉm cười, nói ra, tại hạ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật ở chân tiên giới, loại đại sự này còn chưa tới phiên ta quan tâm ta chỉ nghe nói trong tu la thành có một chỗ gọi là tẩy sát trì có thể tẩy sát khí trong cơ thể con người lệ mỗ tiến về tu la thành là vì cái ao này mượn nhờ nó vượt qua sát suy ánh mắt hàn lập chớp lên không giấu diếm nói ngươi muốn tìm tẩy sát trì vậy khó trách trước kia ta cũng đã nghe nói trong tu la thành có một chỗ như vậy lệ tiểu tử ngươi cũng đừng hy vọng ta giúp ngươi cái gì mặc dù ta và âm thừa toàn là kẻ thù nhưng cũng chưa bao giờ đi qua tu la thành cũng không biết tẩy sát chỉ kia ở địa phương nào. Tiểu tử ngươi cũng đừng nên tự cho là thân có thời gian pháp tắc, thực lực không tệ, liền tùy ý mạo hiểm. Ta nói trước, tuy rằng ta đáp ứng tương trợ ngươi, nhưng nếu như chính ngươi muốn tự tìm chết, chớ trách ta không tuân thủ ước định. Thạch khinh hậu hừ một tiếng, nói ra, nói xong, thanh âm thạch khinh hậu liền yên lặng lại. Hàn lập nghe vậy, nhíu mày một cái, hắn nói việc này cho thạch khinh hậu biết, xác thực muốn nghe ngóng từ chỗ gã một ít tin tức về tẩy sát trì không ngờ đối phương cũng không biết bất quá danh khí tẩy sát trì không nhỏ chỉ cần tiến vào tu la thành hắn không tin lại không tìm được tung tích về phần thạch khinh hậu nói hàn lập cũng không để ở trong lòng hiện tại vận mệnh hai người tương liên chỉ cần tiến vào tu la thành thì thạch khinh hậu không còn quyết định được nữa hơn nữa thạch khinh hậu có thể tương trợ hắn tự nhiên là tốt nhất còn nếu người này thật sự không ra tay hàn lập cũng không sao cả mọi thứ hắn đều dựa vào chính mình, cũng không ỷ lại vào bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn chấp động, lập tức nhắm mắt lại. Hắc sĩ vực cùng đám người miêu cốc trao đổi hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người liền tụ tập tại quãng trường phủ vực chủ, leo lên một chiếc lâu thuyền 5 tầng toàn thân dùng một loại ngọc đen kịt chế thành do hắc sĩ vực chủ chuẩn bị, lên đường xuất phát. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 30 năm, cuối đường chân trời đứng lặng một tòa tường thành cực lớn tối đen như mực, cao tới trăm trượng, kéo dài ngàn dặm, dưới ánh hoàng hôn chiếu dọi kéo thành một mảnh âm ảnh màu đen cực lớn. Ngay chỗ tiếp giáp giữa âm ảnh cùng ánh sáng có một chiếc lâu thuyền màu đen cực lớn chậm rãi đáp xuống, phía trên có hơn 10 bóng người bay vút xuống, nhưng không nóng lòng đi đến cửa thành bên kia. Đợi đến lúc Hắc Sĩ vực chủ phi thân từ trên lâu thuyền hạ xuống, phất tay thu hồi lâu thuyền, mọi người mới cùng đi đến cửa thành. Nhóm ba người Hàn Lập mặc phục sức tam miêu tộc đi ở chính giữa đội ngũ. Đây là Tu La thành sao? Chậc chậc, quả nhiên bao la hùng vĩ không giống bình thường tại hôi giới cũng là thành lớn a ánh mắt thạch xuyên không chấp lên tán thán ánh mắt hàn lập nhìn về phía xa liền trông thấy trên tường thành âm khắc các loại phù văn cổ quái khác rất nhiều với tiên giới phía trên mơ hồ có dao động sát khí chuyển ra chỗ cửa thành cực lớn đang có một mảng lớn đám người tụ tập tựa hồ đang xếp hàng vào thành đoàn người hàn lập đến cách hơn trăm trượng bên ngoài tốc độ liền giảm lại đến gần các tộc phía trước đang xếp hàng nối đuôi nhau tiến vào trong thành hàn lập liếc nhìn qua chỉ thấy bên cạnh ba cánh cửa rộng vào thành đang có mấy trăm tên hộ vệ trấn giữ cửa hầu như tất cả bọn họ đều mặc một bộ trường bào màu xám hai chân cách mặt đất một xích ung um dung lơ lửng trên không cho nên so với đại đa số người các bộ tộc đều cao hơn một ít trên mặt tất cả đều treo một vẻ lạnh lùng dung mạo bọn họ có chút tương tự với nhân tộc chỉ là dưới mí mắt cho đến cả gương mặt đều có lân phiến màu xám trắng thoạt nhìn khá giống da rắn lột da làm cho người có cảm giác không dễ chịu Bọn người kia tựa hồ là người cửu u tộc, Thạch Xuyên không quét mắt liếc nhìn những người này, nói ra. Hàn Lập nghe vậy, cũng sinh ra nghi hoặc, cửu u tộc chính là chủng tộc thống lĩnh cửu u vực, tộc trưởng lại là vực chủ cửu u vực, cho nên địa vị đặc biệt, bình thường không đến mức phải đi thủ thành, vậy mà hôm nay tất cả đều là tu sĩ cửu u tộc, thật có chút bất thường. Bọn hắn cũng không tính là người cửu u tộc, tối đa chỉ được coi là u nô mà thôi, chính là chi nhánh kém nhất cửu u tộc bị đào thải ra, trở thành nô bộc hầu hạ người cửu u tộc trên thực tế số lượng người cửu u tộc chính thức rất ít hầu như từng người đều là thiên tài tu luyện vì vậy bọn họ đều thập phần cao ngạo thấy không những người dưới cửa thành kia mới thật sự là người cửu u tộc miêu cốc nghe thạch xuyên không nói xoay người lại giải thích với bọn hắn hàn lập theo lời nhìn lại chỉ thấy sau cửa thành có một chiếc ghế dựa lớn màu đen trên đó đang ngồi một lão giả gầy gò gương mặt lõm vào mặc trường bào màu đen bộ dáng thoạt nhìn giống với những u nô kia chỉ là trên gương mặt không có lân phiến như da rắn lột da kia. Lão giả giống như để áp đảo người các tộc tụ tập trước cửa thành, không thèm che lấp khí tức khủng bố trên người mình, thình lình có thể so với tu sĩ Thái Ất Hậu Kỳ. Bên cạnh lão đang lơ lửng hai người, thần sắc kiêu ngạo, đều mặc áo đen, trôi nổi trên không một xích, bởi vì khá cao nên làm cho người ta không thể không ngẩng đầu lên ngưỡng mộ. Mắt thấy đội ngũ các tộc hắc sĩ vượt đi tới phụ cận cửa thành, lão tu sĩ cầm đầu chỉ dương mắt lườm một cái, vẫn như cũng ngồi ở chính ghế dựa lớn màu đen, không thèm nhúc nhích. Ở bên cạnh lão, tên có hình thể hơi béo đang lơ lửng, thân hình khẽ động, bồng bình đi đến. Các vị hắc sĩ vực, xin mời đi theo ta, vào bên hông cửa thành này. Người kia đi tới phụ cận, nói một câu, lược bỏ nghi thức chào hỏi, trực tiếp dẫn bọn hắn từ cửa chính chuyển qua cửa phụ bên trái vào thành. Hắc sĩ vực chủ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khó chịu, bất quá lại không nói gì thêm. Ngược lại từng lãnh chúa trong hắc sĩ vực rất là tức giận, trong miệng thấp giọng chửi rủa một câu, nhưng không người nào dám lớn tiếng, dù sao cũng trên địa bàn người ta, vẫn phải nên co vòi vào. Một đoàn người bị dẫn tới trước cổng tò vò bên trái, liền thấy phía trước còn xếp một đội ngũ thật dài, tựa hồ là một ít bộ tộc bên luân hồi vực, đang nối đuôi nhau vào thành. Ba người hàn lập cùng bọn miêu cốc đi cùng nhau, chậm rãi đi ở trung tâm đội ngũ hắc xỉ vực. Lệ đạo hiếu, dường như có chút không đúng, bên này tựa hồ phải kiểm tra đối chiếu thân phận. Thạch xuyên không bỗng truyền âm nhắc nhở. Y vừa dứt lời, chợt nghe Miêu Cốc cũng mở miệng nói ra, bọn hỗn chướng này, để cho chúng ta đi cửa phụ đã không nói, giờ còn muốn kiểm tra đối chiếu thân phận, xem chúng ta là hạng gì. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trước cổng tò vò đang có một người tay cầm một khối lăng kính màu đen hình bát giác, bề ngoài khung tựa hồ do kim trúc nào đó chế thành, phía trên có rất nhiều hoa văn tỉ mỹ, mặt kính lại giống như hắc thủy tinh, hiện ra hào quang. Mỗi khi có người đi tới trước cửa, người đó sẽ nhìn xuyên qua lăng kính bát giác nhìn cặp mắt của người tới để kiểm tra. Thế nhưng ở chính giữa cùng bên phải cửa thành, lại không có ai kiểm tra. Hai vị đạo hiếu, thứ này gọi là tham u kính, là một loại pháp bảo có hiệu quả dò xét đối với biến hóa sát khí. Thông qua vật ấy, người bị điều tra trong mắt ngưng kết sát khí sẽ bị phát hiện, bọn hắn thậm chí có thể căn cứ sai biệt đồng tử rất nhỏ phân biệt ra xuất thân chủng tộc. Ma Quang bỗng nhiên truyền âm nói ra, người nhận ra nó, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn hỏi những ngày qua các người một mực xem xét các loại tư liệu hôi giới, ta cũng không có nhàn rỗi, cũng lật xem vài cuốn sách, có một quyển sách cổ gọi là kỳ hóa trí, trên đó có ghi chép qua kính này, các người có muốn xem không? Ma Quang cười nói, theo người thấy, chúng ta ngụy trang như vậy có bị phát hiện không? Hàn Lập nghe vậy, trao mày hỏi, thân thể ta vốn là hư hợp tộc nhân đấy, bọn hắn dò xét không tra được gì. Lệ đạo hữu người bị sát suy quấn thân lâu ngày, đồng tử dĩ nhiên sinh biến, mấu chốt là cũng có sát khí chiếm đóng, bây giờ ngược lại là nhân họa đắc phúc, đủ để qua mặt được chúng. Chỉ là thạch đạo hiếu, có chút phiền toái, ma quang chậm rãi truyền âm nói, thạch xuyên không nghe vậy, thần sắc siết chặt, mặt lộ vẻ do dự. Đội ngũ các tộc phía trước, từng tên đi đến trước cửa để kiểm tra, đội ngũ nhìn như xếp hàng rất dài, nhưng tốc độ tiến lên cũng không chậm, rất nhanh đã đến các tộc hắc sỉ vực. Thân phận vực chủ tôn quý, tự nhiên không cần kiểm tra, lệnh bài chỉ cần sáng lên một cái biểu tượng thế lực của mình liền có thể tiến vào trong thành, còn về sau, bất luận là lãnh chúa tộc trưởng các tộc, hay là khách khanh trưởng lão, đều phải bị tham u kính dò xét. Sau khi đám người hắc sỉ vực tiếp nhận dò xét, cũng không lập tức vào thành, mà tất cả đều đi theo vực chủ chờ ở bên trong cổng tò vò, đợi tất cả mọi người thông qua, sẽ cùng nhau vào thành. Không bao lâu, cũng đã đến phiên sáu người tam miêu tộc. mười 718, gợn sóng, tâm tình miêu cốc tựa hồ không tốt, sắc mặt có chút âm trầm, bước ra đầu tiên để tham u kính dò xét, sau đó phất tay áo đi lên phía trước, cũng không thèm nhìn cửu u tộc nhân kia một cái. Theo sát phía sau chính là miêu tú, nàng ngược lại so với phụ thân nội liếm hơn không ít, từ đầu đến cuối khóe môi nhếch cười yếu ớt, làm cho người ta không đoán ra được trong lòng đang suy nghĩ gì. Lệ đạo hiếu, tới phiên chúng ta rồi, nên làm gì bây giờ? Thạch xuyên không truyền âm hỏi hàn lập, trước không nên tùy tiện hành động, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một khi có người trong chúng ta bại lộ, ta sẽ vận dụng thủ đoạn tranh thủ chút thời gian, ngươi thì dùng không gian bí thuật mang bọn ta ly khai. Vạn nhất không thành, thì ma quang đạo hiếu chịu trách nhiệm cản phía sau, đến lúc đó ngươi muốn đại khai sát giới thế nào, ta cũng không ngăn trở. Hàn lập suy nghĩ một chút, nhanh chóng truyền âm nói. Cũng chỉ có thể như thế, lúc này, lệ đạo hiếu còn điềm tĩnh như vậy, thạch mỗ bội phục. Thạch xuyên không truyền âm trả lời, có cầu binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thay vì lo lắng, không bằng chuẩn bị thêm nhiều phương án, tùy cơ ứng biến A. Hàn lập truyền âm trả lời, ma quang không nói gì, chỉ nhếch miệng cười cười, chẳng hề để ý gật đầu nhẹ. Trong khi nói chuyện, ba người tam miêu tộc đều đã vượt qua cửa, tiếp theo ma quang bước tới. Tên U Nô chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu thân phận hơi nghiêng người, lơ lửng ở trước người ma quang, cầm khối lăng kính bát giác đưa lên trước mắt, nhìn xuyên thấu qua bắt đầu đánh giá. Sau một lát, y khẽ di một tiếng, rời lăng kính bát giác đi, hỏi, ngươi là hư hợp tộc nhân, tại sao lại ở chung một chỗ với đám người tam miêu tộc lời vừa nói ra lão giả áo đen cửu u tộc ngồi trên ghế lớn màu đen liền rời ánh mắt qua rơi vào trên thân ma quang như thế nào ta đảm nhiệm khách khanh trưởng lão của bọn hắn không có gì kỳ quái chứ ma quang nhếch miệng hỏi ngược lại nếu tam miêu tộc cho hư hợp tộc nhân làm khách khanh tự nhiên không có gì kỳ quái thế nhưng đường đường là hư hợp tộc nhân lại đi làm khách khanh tam miêu tộc đúng là chuyện bất thường a à? tên u nô kia còn chưa mở miệng thanh âm lão giả áo đen cửu u tộc bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, lão giả áo đen cách đó không xa nhoáng một cái, vô thanh vô tức xuất hiện trước người ma quang, thân thể treo trên không, phảng phất như thuấn di. Ánh mắt của lão nhìn trên thân ma quang, không kiêng nể gì đánh giá gã. Người này biết không gian pháp tắc, thạch xuyên không thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, nắm đấm trong tay áo đã nắm chặt. Trong lòng hàn lập cũng căng thẳng, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Hư hợp tộc nhân muốn làm khách khanh cho ai, liền làm khách khanh cho người đó, như thế nào, Cửu U tộc hiện tại cũng muốn quản chuyện hư hợp tộc. Ma Quang nhìn lão giả Cửu U tộc, hỏi: "Nơi này là địa bàn Cửu U tộc?" Thanh âm lão giả áo đen lạnh lẽo, nói từng chữ một. "Nơi này chính là chỗ Tam vực hội minh." Ma Quang hỏi ngược lại: "Không sai." Lão giả áo đen nói ra, "Như vậy có quy định, hư hợp tộc nhân làm khách khanh Tam Miêu tộc, không thể đi theo tham gia Tam vực hội minh." Ma Quang cười lạnh một tiếng, nói như thế, để hắn vào trong lão giả áo đen nói xong thân ảnh nhoáng một cái lại về tới chỗ ngồi cũ hư hợp tộc nhân này tự hạ thân phận trưởng lão hà tất so đo cùng hắn tên cửu u tộc hơi gầy ở bên cạnh lão giả vội vàng cười làm lành nói nhiều chuyện lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng phối hợp nhắm hai mắt lại một màn này rơi vào trong mắt hắc xỉ vực chủ cùng bọn lãnh chúa đi theo ngược lại không cảm thấy có gì không ổn thậm chí miêu cốc còn giơ ngón tay cái lên với ma quang hiển nhiên cử động lần này của ma quang giúp cho gã đỡ một bụng ác khí. Hàn lập cùng thạch xuyên không liếc nhau một cái, đều hơi buông lỏng. Sau khi ma quang nghênh ngang bước vào cổng tò vò, hàn lập liền cất bước tiến lên, đi tới trước mặt tên Uno kia. Thần tình tên kia hờ hững quay lại, tay cầm lăng kính bát giác kiểm tra ánh mắt hàn lập. Sắc mặt hàn lập bình tĩnh, thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng căng thẳng tới cực điểm, một khi sự tình có đột biến, sẽ lập tức thi triển thời gian linh vực. Ánh mắt của ngươi, trên mặt tên Uno kia lộ ra vẻ cổ quái, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tim Hàn Lập đập mạnh một cái, thầm kêu một tiếng nguy rồi. Lúc hắn đang muốn phát tác, chợt nghe tên kia tiếp tục nói, "Ánh mắt của ngươi, màu sắc hơi nhạt a, à, chẳng lẽ là giáp huyết tử?" Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn từng xem qua sách cổ, giáp huyết tử chính là thứ con lai, sát khí trong cơ thể khác thường, biểu hiện trong con mắt chính là màu sắc nhạt hoặc là không thuần ví. Loại người này luôn bị coi là cấp thấp không được chào đón. Liên quan gì đến ngươi, đã kiểm tra xong chưa? Thời điểm Hàn Lập nói chuyện, tận lực khống chế sát khí trong cơ thể tuôn ra bên ngoài, làm cho hơi thở hổn hển, dẫn đến khí tức bất ổn giả tạo. Vào đi, Uno có chút khinh bỉ nói ra, đã có một ma quang huyên náo lúc trước, trưởng lão cửu u tộc kia hiển nhiên không muốn lại tự hạ thấp thân phận quay lại xác minh cái gì, nhất là chỉ một tên giáp huyết tử này. Thạch Xuyên không trông thấy Hàn Lập bình yên vượt qua kiểm tra, cũng cất bước đi lên trước, Tên Uno kia lại cầm lăng kính bát giác tiếp tục kiểm tra. "Ồ, chẳng lẽ lại là một tên giáp huyết tử nữa?" "Kỳ quái," tên Uno nghi ngờ nói. "Làm sao vậy?" Tên cửu u tộc mập mạp lúc trước dẫn đám người hắc sĩ vượt qua hướng này liền đi lên trước hỏi. "Âm Sơn trưởng lão," ánh mắt người này tựa hồ có chút kỳ quái. Tên Uno vội vàng nói, "Để ta xem một chút." Tên trưởng lão cửu u tộc gọi là Âm Sơn nói ra. "Tu vi tên này hơn xa tên Uno lúc trước, nếu tự mình xem xét, hơn phân nửa thạch xuyên không không giấu được rồi. Thạch đạo Hữu ma quang đạo hiếu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong lòng hàn lập thở dài một tiếng, nói ra, bàn tay trong tay áo hắn nắm lại, một đạo quang cầu màu vàng hiển hiện ra, chỉ đợi trong nháy mắt liền phóng ra. Ma quang cũng thu hồi vẻ vui đùa, thạch xuyên không càng tính toán tùy thời trực tiếp gọi ra thanh tỷ bà màu bạc kia. Miêu tú đứng ở sau lưng hàn lập cùng ma quang, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cảm giác cổ quái, cảm thấy hai người phía trước đột nhiên trở nên có chút không đúng. Đúng lúc này, một âm thanh thô lỗ quát lên, đây không phải đám côn trùng hắc sỉ vực sao, như thế nào cũng có tư cách đến Tu La Thành tham gia hội minh, nơi đây không phải là Ba Lăng Hồ, cũng không phải Đại hội Tháp Mộc Đạt, các người cũng tới không thấy khó coi sao. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn lại, âm sơn cũng ngừng động tác, nhìn qua bên kia. Thạch Xuyên không thở dài một hơi, ghé mắt nhìn qua, chỉ thấy một viên hầu cực lớn da xanh, thân cao chừng hai trượng, người mặc áo giáp xanh đen, tay cầm một cây trường thương màu đen sát khí hừng hực, xài bước đi qua bên này, sau lưng gã còn đi theo gần trăm tên dị tộc có hình thù kỳ quái, tất cả đều võ trang đầy đủ, bộ dạng dương cung bạt kiếm. Các tộc Hắc Sỉ vực đã đi vào trong cửa, nghe tiếng cũng đều quay lại nhìn. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là đám tạp chủng ni thứ đả vực. Lục Hồng lãnh chúa thấy vậy, cười hắc hắc một tiếng nói: "Viên Hầu ra xanh nghe vậy, đột nhiên giận dữ, trường thương trong tay liền đâm một cái về hướng bên bên này khi ra tay thập phần đột ngột thủ đoạn cũng rất có chừng mực một thân khí tức tăng vọt mũi thương xẹt ra một đường hôi quang ngưng thực vô cùng không lan đến những người chung quanh khác mà thẳng đến nghi tâm lục hồng ánh mắt hàn lập chớp lên phát hiện người này rõ ràng là một tu sĩ thái ất trung kỳ sát khí trên thân quá lớn tựa hồ còn cao hơn hắc xỉ vực chủ một kích này càng động sát nghiệp, một khi chúng chiêu lục hồng không chết cũng phải trọng thương nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên phóng đến vung tay lên phía trước bàn tay liền hiện ra một đạo tinh quang khiên tròn màu đen, va chạm mãnh liệt với đạo hôi quang kia. Âm một tiếng trầm đục, hôi quang bỗng nhiên nổ tung, lực cực lớn đánh thẳng vào hắc sĩ vực chủ, trùng kích khiến gã run lên lui về phía sau. Ô Trọng Sơn, người muốn làm gì? Muốn hai vực đánh nhau một trận ở chỗ này sao? Mặt hắc sĩ vực chủ không đổi sắc, lạnh giọng hỏi. Trong khi nói, ánh mắt của gã nhìn về phía trưởng lão cửu u tộc đang ngồi ngay ngắn trước cửa chính bên kia, nhưng lão vẫn nhắm mắt dưỡng thần, coi như căn bản không chú ý tới tình huống bên này. Âm Sơn cũng đồng dạng tránh ở một bên, tỏ vẻ chẳng quan tâm chuyện này. Thần sắc khắc sĩ vực chủ lạnh dần, trong lòng biết trưởng lão cửu u tộc này đang mặc kệ bất luận chuyện gì xảy ra. Mục dịch, trận chiến ba lang hồ trước đây, là ai giết chất nhi của ta, nếu như người giao hắn ra đây, việc này coi như xong. Ô Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, nói ra, miêu cốc nghe vậy, vô thức nhìn qua ma quang, đã thấy gã lấy ra một cái quạt xếp phe phẩy nhẹ không biết từ lúc nào, một bộ dạng đứng ngoài xem náo nhiệt, không có chút ý tứ muốn đứng ra nhận, đương nhiên cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Hừ, tên kia dám can đảm xâm lấn hắc xỉ vực ta, chết là đáng đời. Hắc sỉ vực chủ mục dịch cũng cười lạnh một tiếng, nói ra. Bên này phân tranh, cổng tò vò bên trái không ngừng hỗn loạn, mà các tộc bên hai cổng kia cũng nhao nhao chạy qua xem, trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên loạn cả lên. Thạch xuyên không thừa dịp mọi người không chú ý, lách mình đi tới bên cạnh hai người hàn lập ngươi muốn chết ô trọng sơn quát lớn một tiếng định động thủ ma quang đạo hiếu làm ẩm ý sẽ trêu chọc nhân vật lợi hại đến lúc đó sẽ không tốt a à. hàn lập truyền âm nói ra ta giết đấy như thế nào ma quang hiểu ý thu lại quạt xếp tiến lên một bước nói ra cùng lúc đó một thân gã phóng thích ra khí tức có thể so với tu sĩ thái ất trung kỳ quanh thân lập tức có khói đen cuồn cuộn, cuộn mãnh liệt thân sắc ô trọng sơn đột biến Hắn chỉ biết là trong Hắc xỉ vực chỉ có vẹn vẹn một mình mục dịch là tu sĩ cấp bậc Thái ất, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một tên có khí tức không thua kém gì mình. Nhưng mà, bây giờ vạn chúng nhìn chằm chằm, y đã đâm lao thì phải theo lao, tự nhiên không chịu nhượng bộ, quát lớn một tiếng, định ra tay với Ma Quang, đám tộc nhân Ni Thứ đà vực phía sau cũng nhao nhao tiến lên, từng người sát khí trên thân đại thịnh. Khóe miệng Ma Quang khẽ nhếch lên mỉm cười, trong hai tròng mắt sáng lên hôi quang, dưới chân cũng đã bắt đầu hư hóa như khói sắp tản mạn ra khắp nơi ánh mắt mộc dịch chấp lên cũng mang theo đám người hắc xỉ vực sải bước tiến lên một trận chém giết mắt thấy sẽ phải bộc phát